Rồi hello mấy chị, ai vô rồi thấy em đi, cho em chấm nha. Rồi chị này vô thấy em, cho em chấm nha mấy chị ơi. Tin ra tôi cục đầm tôi đang bận nha. Đầm cây rô nãy lao ra ngoài á. Đây lên cái cục đầm cây rô nha, con sẽ hái ít bữa. Đấy đây là thầy đó, nó nổi lên đây, nó chi dễ coi nè. Nhưng mà trong cái túi không thấy. Sập vô cái thấy cộng cơm gì nữa. Rồi vô mấy chị ơi, trưa nay có đầm nè, xếp bộ nè, áo tàu, áo kiểu tùm lum mà ha, áo khoác nữa mấy bè, cái áo khoác hàng xịn sò. Rồi chị này vô thấy em chấm like đó mấy chị ơi, chia sẻ like cho em nha mấy chị đẹp nha. Em chia sẻ like thấy em lên nè. Mỗi người cho em xin nút chia sẻ đi mấy chị ơi. Rồi hello hello mọi người, hello Nguyên Nguyên nè, đang nhìn coi phong màu này đủ sai xém xém mlxl hay xém đủ sai ngọc đủ sai có xém ngọc là đủ sai hơn. Rồi mấy chị giờ muốn lên cái gì trước đây? Nó nhiều mẻ lắm mấy chị ơi, muốn lên cái gì trước đây? Này có áo kiểu ở đồ nữa ha. Áo kiểu bôi riết rồi đủ thứ nha. Rồi đầm em mặc mấy chị, giờ tặng đầu lai mẻ đầm em mặc đi ha. Em bán tặng mẻ thầy. Đầm em mặc là tay dài nha. Áo kiểu đợi chút xíu chưa? Đó, đầm em mặc là tay dài nha mấy chị nha. Đầm em mặc là tay dài. Nó có cái đai để đai nịt ở đây nữa. Đó. Để đai nịt ở đây nữa mấy chị. Chị nào có gì nịt nịt đầm thì nó chị nịt vào ha. Ừ, bây giờ tôi lai đầm. Đó, cái này cũng vậy. Em mới chị đầm này lại nói luôn chứ để mất công về cái chuyện lỗi nè mới chị, cái này nó cũng bị một lỗ ngay cái túi nè nha, ngay cái túi, cái này nó cũng bị lỗ ngay cái túi, có cái túi chia lại là không thấy đó. Hàng này là lô hàng này nó dập bị lỗi nên nó xeo rỉ ra ngoài em hút được nè mới chị nha. Nhưng mà cái lỗi này lỗi không đáng kể, lỗi không thấy. Đây ngang đây nó có một cái túi, cái lỗ nó sẽ nằm trong cái túi và sẽ không thấy được đó, không thấy được. Nãy giờ em không biết có lỗ, vô tình em thấy cái túi em sọc vô em thấy ủa sao cộm cộm đấy, em thấy nó có một lỗ ngay đây. Lỗ này không đáng kể nha mấy chị nha. Giờ em bán tặng đầu lai mẻ này, tặng một mẻ này đi, trở lên view đi, còn quần tay 70, quần tay 70 còn size ML thôi. Rồi mấy chị tặng đầu lai mẻ này trở lên view đi. Em bán cho mấy chị với giá là 69.000. Em có size 65kg đổ về mấy chị. 40-65kg hàng thì nó có size. Còn bên em đầm caro kèm ký mấy chị 69.000. Cái này là giá tặng mấy chị. Chia sẻ like dùm em ít nhất mỗi chị cho em xin một lượt chia sẻ nha. Chia sẻ like dùm em mấy chị. Vô app để đọc comment. Rồi mấy chị 69.000 một đầm. Đó
nhìn này không không có thấy lỗi đâu, mới về nó bị dụng một lỗ cho nè, trong cái túi á, thọc tay vô cái túi nè, thấy nó có lỗ châm, cái túi nó chia lại mình không thấy nha, đổi xíu xíu đi nè, đưa cái đèn coi cái lỗ này, thì tưởng một cái đôi mặt thay cho cái này cũng nhiều, đâu mất rồi, không thấy lỗ đâu mất, đây, nha, rồi mới chị làm điểm méo mới chị 69 nè, chị lấy rồi bên em đầm caro mới chị, caro kèm ký nha 69 nha. Chắc to dẻ mới chị nha. Dễ thương chưa? Đó, 69 ngàn tay dài giùm em có size 65 kg đổ về mới chị nha. Cái này có size 65 kg đổ về. 65 kg đổ về, ai lấy đầm caro comment cho em là đầm caro kèm ký 69 ngàn. Hết rồi hả? Nha mày xài nhiều rồi, 69 ngàn kèm ký mới về, em có size 65 kg đổ về nha. 69 ngàn kèm ký giùm em mới về, em có size 65 kg đổ về. 69 ngàn kèm ký. Đây lấy là size L, size L là đủ size. Ừ. Đủ màu. Đủ màu chút. Vậy là màu nâu đủ size, màu nâu màu xám với lại màu ngọc là đủ size, nâu xám ngọc đủ size. Thử sai rồi, vậy này nó chưa lựa, để tưởng nó lựa rồi. Lựa lại rồi, caro kèm ký mấy chị ơi, caro kèm ký nha, cái này không có size S đâu mấy chị ơi, 55 kg đổ về, 40 đến 55 kg, cái này nó không có size S đâu mấy chị, này nó có hai size thôi, em đang mặc là nó đánh size L, 40 đến 55 kg em 44 kg nè. Ok chị Thu Hạnh nè, 40 đến 55 kg, còn cái này 56 cho đến 65 kg, đó 57 đến 65 kg nè, nó có size, cái mặt là 55 kg đổ về nha, 55 56 kg đổ về, cái này 57 đến 65 kg, nó có size mấy chị, nó đánh hai size L với 2X, cảm ơn số ký giùm em mấy chị ơi, dạ gửi hàng rồi chị, bên em chốt đơn là gửi liền đó mấy chị, kiểm tra đơn Thành Nguyễn nha, Thành Nguyễn chưa nhận hàng kìa. Không có, nó không có đá xét mấy chị, không có xét đâu, em đang 44 kg em đang mặc nè, đầm này là form chữ E nè mấy chị đó, em 44 kg nè, em đang mặc cái size nhỏ nhất nè, đá L, nó chỉ có size L với size hết thôi nha, 65 kg đổ lại, 65 kg lại men vừa, 65 kg lại men vừa nha, cảm ơn em caro kèm ký nha, 57 lấy size 2 chua với vô lọt nè, 56 kg lại lấy size L với chua bẩn, có hai size thôi. Size rồi chị lấy thì chốt với chị 69 ngàn đầm caro đầm đẹp mấy chị ơi, bé 69 ngàn. Đó, bé đầu lai thôi chứ không bé giá 69 ngàn đâu nghe. Bé tặng đầu lai thôi mấy chị. Nó lên tương tác đầu lai rồi thấy. Thấy. 56 kg trở xuống lấy size L, nó có hai size vậy thôi. Rồi ai lấy thì chốt với chị. Comment cho em đầm caro kèm ký nha, 69 ngàn. Đầm caro kèm ký thì em này 69 ngàn. Khóc đỡ lựa lại hả? Kỹ đơn cho chị áo kiểu đi bé. Khóc đỡ lựa lại đơn áo kiểu đi. Rồi ai lấy đầm caro chốt đầm caro kèm ký mới chị. Thôi rồi đó còn một mẫu thôi đầm đã đỏ. Rồi ai lấy đầm caro chốt đầm caro kèm ký mới chị. 69 ngàn. Quá đẹp. Quá rẻ luôn. Đấy. Đầm này form chữ E nè, ai mặc cũng được mấy bè. Mặc không thấy bụng, à, mặc giấu bụng mới chị. Em 44 kg nè. Đó, mặc giấu bụng như mấy bè nha. 65 kg đổ lại em có size, em xem có chị 69 ngàn mẻ này là em bé tặng trực tiếp vào like. Cái đầm này em không bé 69 ngàn nha. Nếu cho em định bé 79 ngàn là bây giờ bé tặng đầu like 69 ngàn. Rồi chị lấy thì chốt. Đấy làm cái xong rồi trên nếu kiểu cho chị luôn nha, chờ chờ ấy khó. Ok Nhi Nguyễn nè. Rồi làm em còn size 56 kg đó lại mấy chị. Đây bè có hai cái thấy rồi không? Hình như vậy á. In nhiều không về. In nhiều không về. Ông nói mấy hư giờ tối mai mốt rồi anh đi mua máy khác nè. Nói mấy hư in không về. Để tìm dạ có khóc nha, còn thấy đâu nhìn cái gì còn cái
chưa? Dịp chưa? Cái này không có sai. Dạ có sai đấy chị ơi, có sai nha, 60 kg vừa, có sai, đợi em một chút xíu. Rồi 65 cứu lại mới chị, comment cho em là mẻ số 1 kèm ký, ML 1XX 65 cứu lại nha, 79 ngàn. Mẻ số 1 kèm ký thùm em mới chị. Mẻ 1 kèm ký 79 ngàn, ML 1XX nha. Cái dài như mấy chị nha, đây, dài tới đây. Rồi mẻ số 1 kèm ký nha, ML 1XX. Đã sai, sai lại rồi, chứ đo rồi, bữa có 10 chút. Rồi mới chờ mẻ số 1 tìm ký cho em nha mấy chị ơi, 40-65 kg. Nó có size ML 1XX nha, 40-65 kg. Chờ lấy thì chốt 40-65 kg nha, 79 ngàn. Một đầm hả? 40-65 kg nè, chờ lấy thì chốt là 79 ngàn. Một đầm. Rồi chị lấy thì chốt mới rồi, 40-65 kg nha, 79 ngàn một đầm nè, chị lấy thì chốt nè. Size L là 45-50 kg thôi, biết size còn môn sao, biết size còn môn số ký, còn môn thí là mặt không có vừa nha. 40-65 kg mới chị, M là 40-45 kg, L 46-50. M là 40-50 kg. L 50-55 kg, XL 55-60 và 2XL 60-65 kg. Không biết size còn mên ký nha, còn mên ký nè, còn mên size thì về mặt không vừa nha em. Rồi còn mên chim mẻ 1 kèm ký mới được, còn không sai là 50-55 kg nè, 55-60 kg nè, này 60-65 kg nè, đề số size 50-55 kg, không sai là 50-55 kg. Rồi ai lấy mẻ 1 chút, mẻ 1 kèm ký mới được. Mẻ 1 kèm ký. Trung Nguyễn có mẻ 1 52 kg nè. Cái này chắc khung gì đó rất là đẹp, coi giãn nha, coi giãn nha chị ơi. Chất gì em không biết nó là chất gì, nhưng mà nó có coi giãn, vải rất là đẹp nha mấy chị nha. Còn chất gì thì em bán đồ phần chất này em chưa gặp, em biết là chất gì, nhưng mà nó có coi giãn. Rồi chị lấy thì cờ mơ lên thì em mới chị. Cái này nó mềm, nó coi dẻ nè mới chị. Cái này thun gì thì không biết. Rồi ai lấy thì chốt. Mẻ số 1 mới chị, mẻ 1 kèm ký. Chị Kim Dung nhiêu ký, trời ơi lên số ký thì em 79 ngàn. Mẻ 1 kèm ký thì em nè, 79 ngàn. Ê đi chắc là nó lụ xịt xong chưa? Nên lụ ai khác rồi. Rồi ấy thì chốt thì em mẻ số 1 kèm ký mới chị qua 79 ngàn. Một cái ai lấy thì chốt mẻ 1 kèm ký nè, mẻ em mặc em bán với chị 69 ngàn. Mẻ mặc bán với chị 69 ngàn. Rồi áo này em còn mấy cái nè mấy chị, áo polo này em còn mấy cái nè, 65 kg đổ lại, 65 kg lại nha. Rồi mình em áo này mẻ số 8 em xem luôn mấy chị, 69 ngàn. Mẻ số 8 mới chị 69 ngàn cho em nha. Áo này chắc polo nha, vải bao phê. Mẻ 8 69 ngàn. Ai lấy mẻ số 8 chốt em mẻ số 8 nè. Mẻ số 8 69 ngàn nha. Cái này con nó áo kỹ rồi đấy. Giờ nó sắp áo khóc.
Rồi mẹ số 8 69 nè. Mẹ số đây là con cái gì? Con cầm cái rồi mới rồi. Mẻ số be này em có size từ 40 cho đến 62 kg. Mẻ be kèm ký kêu 69.000 luôn nè. Rồi mẻ số be kèm ký nha, siêu luôn mới chị 69.000. Đầm 65 kg lại có size nha. Cái này áo nữ không phải áo nam mấy chị. Em có áo nam nha, cái này áo nữ. Áo nam có thì tụi em chưa có like nên like là áo nữ. Rồi hồng này 65 kg lại siêu 69.000 luôn nè. Rồi hồng 65 kg lại mới chị bán tặng luôn 69.000. Đầm 65 kg lại có size như chị Ngọc Trân nha. Không có phụ nữ 70 kg chị ơi. Rồi mẻ hồng này 65 kg lại siêu 69.000 luôn mấy chị ơi. Ai lấy hồng chốt hồng nè. Ok sóc hiu có mẻ be 52 kg nè. Rồi chị lấy hồng chốt em mẻ hồng nè. In có được cái quái đặc mệt thiệt chứ. In nó có rè gì chưa. Rồi ai lấy comment em mẻ hồng á chị 65 kg lại nha. Mẻ hồng này còn mấy cái em kêu luôn nè. Mẻ gì còn bùi xương có đơn. Ok bùi xương có mẻ be 47 kg nè. Em còn cái này nè. Này còn mấy cái em kêu cho mấy chị luôn nè. Để em lên hàng. Rồi mấy chị. Cái này 50 kg đổi về. Comment em mẻ số 1 đi. 50 kg đổi về mấy chị mẻ 1. Xe 69.000 nha. 53 kg đổi về với chị mẹ số 1. Nó vô luôn này, hàng đang hot. Em xem với chị 69.000 luôn. Còn mấy cái em bán tặng đầu like để lấy công tác nè. Chờ nó sắp hàng xong em bán nè. Rồi mẹ số 1 với chị 69.000 mẹ 1. Ai lấy mẹ 1 chốt mẹ 1 dùm em nè. Mẹ số 1 nha. Chị lấy số 1 chốt số 1. Cái này cắt bao phê cho mấy bè luôn. Rồi cái này mẹ 5 cho em với chị. Mẹ 5 55-57 kg đổi về mẹ số 5. Ông em ơi, mẹ 8 không có size 47 kg. Mẹ 8 còn cái này ít không? Rồi ai lấy comment em mẹ 5 mới chị 55-57 kg đưa về mẹ số 5. Ai lấy mẹ số 5 chút mẹ số 5. Cột chồng cho mình đi còn cái này. Chưa lên phót chống nắng, đang chờ sắp size. Tôi đang xem mấy cái này chờ nó sắp size xong á. Áo hồng 65 kg 69.000. Đầm 65 kg một cái 79k. Ok chị Mỹ Ân nè. Đầm thấy có một cái. Rồi ai lấy comment lên thì mẹ này mẹ số 5 nha. Chị lấy mẹ 5 chút mẹ 5 nè. Đồ bộ. Bộ từ từ mấy chị em la từ từ. Cứ từ từ bình tĩnh mấy chị. Rồi áo kiểu này chắc vô biết mấy chị nha. Mai áo đỉnh luôn 55.000 cho em nè. Rồi 55-56 kg lại. Comment em mẻ vàng 55.000. Tay phối vôn. Chị Mỹ Ân cho em lại số điện thoại nha. Chị cho sai số rồi chị Mỹ Ân ơi. Cho sai số rồi sao rồi đếm coi đủ 10 số không. Chị Mỹ Ân số điện thoại sai rồi cho lại số. Chờ có 9 số à. Rồi mấy chị áo vàng 55.000. 55-56 kg lại chắc vô biết giùm em là vàng 55k. Ai lấy vàng chốt vàng 55k dùm em mấy chị. Rồi mẻ vàng 55.000 chị lấy vàng chốt em mẻ vàng. Rồi vàng 55.000 chị lấy vàng chốt vàng dùm em mấy chị nha. 55-56 kg đổi về. Này chắc vô riết nha. Rồi cái này nó rút thì nó lỗi sòng sập. Còn cái mẻ 1 đó em, còn cái mẻ 1 á. Sợ mấy cái mẻ ướt mà nó xinh chim hết luôn không. Làm ướt hè nó chị cực cho nó coi sợ ướt xinh chim hết cho tôi bé. Đã cái lỗ đâu mà lỗ dữ luôn. Rồi ai lấy hồng chú em mẻ hồng mới chị. Còn cái mẻ 1 đó em, còn cái mẻ 1 size S. Rồi ai lấy hồng chốt hồng 55.000 mấy chị nha. Tay nè 40 cho đến 55-56 kg ok. Mẻ hồng 55.000. Sắp khóc xong chưa?
in rậu nhưng mà từ không có đế. Rất khó trong chưa em ơi. Rồi chị lấy hồng cho em mẻ hồng nè. Rồi vàng cổ tim giùm em á chị, 55.000 vàng cổ tim nha. Dạ có, khóc chống nắng có, cái gì cũng có hết. Khóc chống nắng chưa có về hàng. Áo chống nắng chưa về. Rồi cầm ơn lên giùm em mẻ vàng 1 mới chị, 55.000 vàng 1 giùm em nè, à, lấy vàng 1 chút, vàng 1 nha. Vàng 1 55k. Giờ lấy vàng 1 chút, vàng 1 giùm em nè, 55.000. Rồi mẻ số 2. Áo kiểu này bao đẹp cho bè luôn á. Siêu có 55.000 thôi. Em bán mấy mẻ chờ trước anh ok là chờ nó sắp có khóc cho xong em like nè. Rồi hai em có hai đen, hai nâu. Hai màu đen. Hai màu nâu với lại hai màu đỏ. Hai đen nâu đỏ. Anh nói điện thoại anh in được, anh cho em mượn điện thoại in đi chứ điện thoại in đâu có được đâu. Nói chung là hàng em bán em bóp em bán hết rồi mấy chị, nói chung lẻ sai rồi. Giờ em like ưng cái nào chốt cái đó thì em mấy chị ơi. Rồi mẻ số 2 mấy chị. Hai đỏ màu nâu với lại màu đen. Hai đỏ nâu đen. Bộ là muốn bộ gì? Bộ gì? Bộ gì nó có bao le muôn trùng mẫu bộ, biết mà muốn bộ gì. Nó comment rõ mới biết được. Nha. Rồi mấy chị 55 56 cứ lại men vừa mẻ 2. 55 56 cứ lại men vừa mấy chị mẻ 2. Ừ. 55.000. Hai đen nè. Hai màu nu nè, hai màu đỏ nè. Rồi cái này chắc bo rip mấy chị, 55 56 cứ đổi về. Rồi chị lấy hai chốt hai kèm màu cho em mấy chị. Hai lấy hai chốt hai kèm màu giùm em nè. Rồi ai lấy hai chốt em mẻ hai kèm màu. Cái áo khoác này hai lớp xịn sợ đè kèm khẩu trang luôn. Nhưng mà chưa sắp thai xong chưa ra được. Rồi ai lấy hai chốt hai kèm màu giùm em mấy chị, 55.000. 55.000 mẻ hai kèm màu. Rồi áo này comment lên giùm em mẻ 3 49.000. Giờ lấy 3 chút 3 nha. 3 49.000 mấy chị. Hai lấy mẻ 3 chút em mẻ số 3. Rồi mẻ số 3 49.000. Chị lấy mẻ 3 chút em mẻ số 3 mấy chị. Mẻ số 3 49.000. Bộ em muốn coi bộ gì? Bộ tùm lum bộ thì muốn coi bộ gì? Muốn coi bộ gì mới biết được. Rồi áo này mẻ số 4 giùm em mấy chị. Áo bo rip nha, 55-57 cưới đổi về mấy chị nha. Chốt bo rip cho em nè. 4 vàng 4 hồng. Quân sọt kìa, quân sọt hồi nãy chị like hả? Hồi nãy chị chốt hả? À, 4 vàng 4 hồng giùm em mấy chị. Đùi nam em không có, đùi nam em không có. Chị, tại vì hôm bữa đó chị chưa chuyển tiền nên nó để ghi code rồi, shipper tới cứ nói điện cho bên shop sửa code lại nha. Tại vì hôm bữa đó em quen em nhắn tin cho chị đó, em chưa nhận được tiền rồi, lúc đầu nó để ghi tiền rồi nha. Lúc đầu nó để ghi tiền rồi. Nhận chồng tiền thì chờ nó sửa lại. Rồi em còn 4 vàng mấy chị. Cứ bảo shipper là tôi chuyển tiền rồi, điện cho shop là bên em sửa code lại cho. Hồi xung tôi tâm ấy, ngó hai vàng cũng được. Ngó chưa có bộ thái à. Ừ là bill mới ngày hôm qua em nhắn chị đó. Lẹ nó để em chở đi trời chiều thứ bảy rồi. Chị cứ béo nó là chuyển tiền rồi là được rồi, không có gì hết. Đơn giản. Tại vì bill chốt chiều thứ bảy. Mẹ tới mãi sáng qua chị mới chuyển tiền. Hả? Giờ còn mơ mới lên nè. Áo trăm có 4 vàng. Rồi mẹ năm mới rồi. Năm em có đen dưới đỏ. 55-57 cứ lại mới chị chắc bô rip nha. 55-57 cứ lại mới chị chắc bô rip giùm em nè. Bây giờ nó mới lên cái èo. Phải đóng người chốt vàng. Rồi, năm đen, năm đỏ mấy chị. Năm đen, năm đỏ giùm em nè.
Rồi 5 đen 5 đỏ nha. Ai lấy thì chốt quá trời. 5 đen 5 đỏ. Đưa lại cái mẻ vàng đầu tiên. Rồi 5 đen 5 đỏ quá trời. Ai lấy thì chốt. Rồi mẻ này cầm lên thì em là mẻ vàng quá trời. 55 57 chiếu lại 55 ngàn một áo nha. Lấy mẻ vàng chốt mẻ vàng. Hạnh Ngô có đen. Rồi ai lấy vàng chốt vàng giùm em mấy chị. 55 ngàn một áo mới về. Áo kiểu rất là đẹp nè. Dễ phối lắm, mặc cái quần trên đùi hay quần dài quần tay gì ok hết. Cố gắng lựa hai áo nữa lên đơn nha mấy chị nha. Mẹ không biết có bị sao in không được. In mà xe xíu quéo luôn nó chưa ra. In rồi mệt mỏi mệt nghỉ luôn á. Ai lấy mẻ vàng chốt mẻ vàng. Rồi trắng mấy chị. 55, 57 chiếu lại nha. Chốt bô riết giùm em. Chị lấy trắng chốt trắng. Rồi ai lấy trắng chút trắng giùm em mấy chị. Xong thì lên khóc nè. Rồi trắng nha. 55 ngàn một áo nha mấy chị ơi. Bích Hạnh Ngô có mẻ vàng. Rồi trắng. Vàng em còn cái nha. Trắng em có 3 cái. Trắng em có 3 cái mấy chị. Vàng em còn cái. Ai lấy thì chốt. Trần Giang có trắng. Chị Hiền Mít Cư có trắng. Em còn một cái trắng mấy chị. Cho em cọc hai cọc nữa cho mấy chị có kỹ lên. Bốn hồng hết rồi mấy chị. Rồi cái này mấy mấy chị 49 ngàn. 55, 56 cứ lại nha. Cảm ơn em mẹ trắng 49 để phân biệt với cái trắng hồi nãy nha. Cái này em chốt mấy chị 49 ngàn. Cảm ơn em mẹ trắng 49 mấy chị. Trắng 49 nè. Rồi trắng 49 giùm em nè. Đây nó ghi nâu bò với nâu là cái màu nâu hả bè. Đây nó ghi nâu bò với nâu là cái màu nâu với cái màu nâu hả. Không biết cái này ghi cái này là nâu bò. Mẻ be dê. Mẻ be còn màu dê không? Cái này là phơm ôm mấy chị nha. 55, 57 cái loại là ok. Chị lựa nghe có đơn. Rồi ai lấy cái này còn mơ lên giùm em mẻ trắng 49 nè. Trắng 49 giùm em nha. Ờ mẹ đó mẹ trắng không à. Cái này trắng 49 giùm em mấy chị. 49 ngàn mẹ này. Tôi hờn quá. In giùm không có được. Tôi hờn quá. Tôi hờn ông Thành cho tôi mượn máy luôn. Nó in được cho mượn máy in thôi. Bộ này in đi luôn. Rồi mẹ thứ 6. Xong mẹ này em lên áo khót nha mấy chị nha. Xong mẹ này em lên áo khót nè. Ừ, đây về đến chín rồi. 55, 57 cứu lại mới chị. Boris phương ôm mẹ thứ 6. Em có 6 màu nu. 6 vàng, 6 này đủ màu rồi mới chị. 55, 57 cứu lại 55 ngàn một áo nha. 6 nu, vàng, xanh, trắng, đỏ, đen. Rồi mẹ 6 kèm màu giùm em mới chị. Mẹ 6 kèm màu nha. Rồi nu, vàng, xanh, trắng, đỏ, đen. Rồi chốt nhanh mới chị. 55 ngàn một áo. Hồng nữa nè. Rồi 6 kèm màu mới rồi. 55 ngàn một áo giùm em nè. Chị Huyền có 6 đen. Ủa sao nó ở đâu vậy? Ổng in hả? Ổng in đi xem nó chạy lần 2 bill vậy. Nào ổng in thì ổng gửi ổng in. Tao biết mở tao khỏi mất công chứ. Giờ mất tên có đơn. Dạ, chăm con đợi em chút. Máy hư thì cho tao mượn máy để xài đi. Bây giờ lấy gì tin? Khang lên cái vàng. Mấy đây với mấy que nó mấy khép mấy que nó cũng đầu 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 đèo rồi đéo rồi em có đơn vàng đây hết vàng rồi em còn 6 hồng mới rồi 6 hồng 55 ngàn cái nha. 6 hồng 6 màu nu màu đỏ với màu đen. Rồi 55 ngàn éo mấy chị. Mấy chị cố gắng lựa gộp đơn ít nhất 2 sản phẩm để lên đơn nha mấy chị nha. Rồi ai lấy thì chốt mấy chị. Hạnh Ngô. Ok có hồng. Rồi em còn nu đỏ đen. Đang Linh có đỏ. Rồi còn nu dưới đen mấy chị. Còn nu dưới đen. Giờ nó đi được. Cái ông mẹn cái bộ. Cứ thừa ra nó thấy. Cảm ơn lên được nó kẹt là giờ in được nè. Cứ thử giao điện thoại tôi không à. Chị Phan Linh có đen.
Mày in coi có phép ra không? In ra liền nè. Đó, thấy chưa? Tôi thừa điện thoại tôi hư rồi nha, cái mẹ em chịu. Giờ tôi đi mua điện thoại khác rồi thôi. Rồi, cảm ơn em Sáu Nu. Rồi, hết sáu. Rồi, mẹ bảy có hai cái mấy trời mẹ bảy. Mẹ bảy có hai cái nè. Thôi, chỉ luôn nè. Cái này nó có cái nơ chờ neo này nó may vô nè. 55kg bao vừa mấy chị, 55kg là bao vừa. Chị nào thích phô mơ mày 57kg bao vừa nha. Thì nãy để chốt cái màu đen, chốt màu đen lợn, đen hồng hai éo đó, chị trồm hơn cái nào bên em chốt cái đó. Rồi mẹ 7 mấy chị, có hai cái mẹ 7. 55, 57kg lại bao vừa, cái này là phô mơ, chị nào thích ôm nè. Coi dạng thoải mái nè. Đó, rồi cảm ơn em mẹ 7. Coi mẹ 7 nha, lấy mẹ 7 chốt mẹ 7. Em lên khóc nè. Hai đấy mẹ 7 chút, mẹ 7 giùm em nè, em có hai cái số 7 nè. Hót rồi bè cầm rồi bè coi hứa cái màu rồi. Mẹ nhìn đi. Bè coi hứa cái này đúng sai giùm tôi cái đi. Xém, tôi thấy mờ cái xém này nhìn được trên chứ con này đúng sai. Bè bóc cái hỏi chút. Đó chứ còn tâm là đủ, xém đủ. Đó tôi thấy xém đủ á. Coi cái này đủ hết. Biết hả mở ra chưa lai. Em đưa vô cái bè sai. Cái 2X là mình lai sâu nó không đủ sai đúng không? Mình lai sâu mấy kia phải đủ sai hết đâu. Rồi mẹ số 8 mới trời. 8 vàng, phải mấy kia đủ sai hết đâu. Có thấy không đủ không? Rồi 8 vàng, 8 đu mới trời. Bây giờ tôi đang la đi nhìn vô nó mất tập trung, tôi rối quá. Thì nó ghi nâu bò với nâu á. Vậy đi chứ ghi ghế là tôi rối màu luôn á. Rồi mấy chị mẹ tém em có hai màu, tém vàng tém nu. Ai để tém chốt tém giùm em mấy chị. Rồi tém vàng tém nu nè, mẹ tém em có hai màu nè. Giờ lấy thì chốt mấy chị. Tém vàng tém nu giùm em nha, mẹ số 8. Ai để tém chốt tém vậy 55 ngàn một áo mấy chị ơi. 55 57 chứ lại ok nè. Tém vàng tém nu giùm em nha. Em có hai màu mẹ số 8 mấy chị. Tém đỏ nè mấy chị, tém em có ba màu, nu vàng đỏ. Tém em có ba màu nha, nu vàng đỏ mấy chị nha. Tém em có ba màu, màu nu, màu vàng, màu đỏ. 55 ngàn một áo, 55, 57 kiếu lại men vừa chất bô rít nha. Coi giảm thoải mái nha. Dạ có cổ tròn, chị có cổ tròn. Rồi ai lấy tém chút tém nha. Ai lấy tém chút tém. Em coi lại cái trắng mẻ nào chị ơi. Coi lại cái trắng mà mẻ nào. Rồi ai lấy thì comment lên giùm em mấy chị. Tém vàng nu đỏ. Hành ngô có tém đỏ nè. Rồi tém vàng với nu mấy chị. Trời ơi màu nu lỗi rồi. Coi nè. Tà bá để chiều tôi xử lý cái đống này cho nó mới được á. Hỏi cứ comment lên chậm liên không ra mà comment lên liên tục in được. Giờ hỏi giờ gì. Giờ in không ra nữa. Rồi mẹ 9 mới trời mẹ 9. Ai lấy mẹ 9 chốt mẹ 9 nha. 55, 57 kg rưỡi về mới trời. 9 đen, vàng, trắng, 3 màu. 9 em có đen, vàng, trắng, 3 màu nha. Mẹ số 9. 9 đen, 9 vàng, 9 trắng. 8, cái màu vàng kia 7. Rồi 9 đen, vàng, trắng mới trời 55 ngàn một áo dùm em nha. Rồi xong mới khót rồi em lên khót nè. Rồi 9 đen vàng trắng mới chị 55 ngàn. 55, 57 kiểu này là chất bô rít tiên nha. Rồi mẹ số 9 mới chị. Đen vàng trắng mẹ số 9. Ai lấy số 9 chứ số 9. Để tôi thay đồ đây, cái tôi mặc áo khoác. Tôi mặc cái bộ này tôi mặc áo khoác không có hợp. Tôi cuộn được rồi. Đi đi nữa. Ok 9 đen cho chị Hiền Mickey nè. Trắng vàng cho chị Trần Giang nè. 9 em còn trắng vàng mới chị. Mẹ 9 em còn trắng với vàng nha. Mẹ 9 em còn trắng với vàng. Mẹ 9 em còn trắng với vàng. Tốt rồi.
đẹp chưa? Sáng giờ đẹp chưa? Cho em coi áo cổ tròn mà nuôi đi mới được từ đâu đấy. Áo cổ tròn thì tôi lên lại cho. Vậy thôi đừng lai này đi. Để màu kia. Cánh vỏ có chín trắng nè. Màu xám, canavi. Màu nâu với màu ngọc. Để đủ size đúng không? Xám, canavi, nâu ngọc. Màu hồng nữa. Xám, canavi, nâu ngọc. Size M đâu có màu hồng. Hồi xếp vô góc đây lại luôn ơi. Ồ khóc xịn dưới trời. Hai lớp nữa đều khóc rồi đeo xịn luôn nha. Với mấy cái khóc màu. Mấy chị khóc nó có size M, L, 1X, 2X. Nhưng mà bây giờ em sẽ like M, L, 1X trước. Tại vì be cái màu này nó đủ size nha, còn cái size be cái size này đủ màu, còn cái size 2X là nó không có đủ màu, nó có hai màu em lai sâu nha. Bên em không có bán hàng miễn ship, bè nào vô comment xong hỏi hai cái miễn ship bằng bè nào đây. Nhập tiếp liễu gì đây, em mẹ chín vàng. Bên em không không đang chốt like vô chốt like đi chị. Bên em không có bán hàng miễn ship nha, 55.000 là đồ miễn ship. Còn với trời khóc nè, hai lớp xịn sò. Bao xịn luôn nha. Đó, hai lớp nha mấy chị nha. Khóc này em bao xịn nha mấy chị, tặng kèm khẩu trang luôn nha mấy chị nha. Em có đủ size từ 40 cho đến 65 kg. Nè, size M này 40 đến 50 kg ok. Em 40 đến 50 kg là ghi sai đi. Em 40 đến 50 kg nha. L 50 55 kg. Vé xe mới bèo vậy chưa bán. Vé chín đen em hết rồi. Là cái gì? Trắng. Mận trong mình ok nha. Ok trắng mận trong mình cho Trần Lệ Nghè nè. Chín trắng. Lấy em một cái bolo size S nãy giờ không thấy đọc luôn, tôi nãy giờ ẩn comment như sao á. Lấy em một mẻ một bolo size S luôn ok bùi xương này, nãy giờ ẩn comment như sao mấy chị không có thấy comment rồi mấy chị. Khóc size M là 50 kg đổ lại nha, size L cho mấy chị 55-56 kg lại nha, và size XL cho mấy chị 60 cho chị con tới XL có bộ tới nhiều. Lấy cái khóc XL bùi xương ra đi chưa? Còn mấy chị khóc rất là xịn luôn nha. Hai lớp, hai túi ngoài có khóa kéo, có túi trong luôn, tặng kèm một cái khẩu trang luôn nè mấy bè nè. Hè này rất là xịn luôn, tặng kèm khẩu trang cùng màu luôn nha. Chắc em bao cho mấy chị luôn. Cửa này nó có lưới nè, nó là mấy chị không khó như của nách áo này đó, nó có lớp ngoài là lưới nè, thấy chưa? Rồi mấy chị size từ M là 50 kg đó lại, L cho mấy chị 57-58 kg lại nha, XL cho mấy chị 62-63 kg lại. Ok chưa? Em có size lớn nữa nhưng mấy chị size lớn chờ em chút xíu. Bây giờ em lên màu nha mấy chị nha. Size XL cho mấy chị 62-63 kg lại. Size L cho mấy chị 58 kg lại. Size M 50 kg lại. Ok chưa? Size nè, M từ 40 đến 50 kg, L từ 51 cho đến 57 kg, XL là từ không quên XL từ 58 cho đến 62 kg. 62-63 kg ok. Rồi em có màu em mặc là màu xanh levi nha. Xanh levi. Tại vì thiếu màu ngọc thôi kìa. Thiếu xíu màu xanh levi. Hai màu xanh nè, hai màu xanh nữa. Rồi em có màu hồng nè, màu hồng nha, màu nâu, màu xám, nâu nè,
8 nè. Nha mấy nha mấy chị, với giá 89.000 một cái. Nha mấy chị nha, 89.000, khóc này không xịn không lấy tiền. Rất là đẻ, hai lớp mấy chị nha, bao xịn luôn, khóc này thì thường bán 300-400.000. Tặng kèm khẩu trang nha mấy chị, 89.000 một khóc thôi. Chất rất là đẻ luôn. Ừ đó, thiếu màu xanh đó. Rồi, em mặc là màu xanh ngọc. Màu này là màu xanh lavy cho em mấy chị nha. Màu lavy cho em nè. Đó, màu xanh ngọc, màu lavy, màu xám, màu nâu với màu hồng. Khóc em mặc 57-53kg, ok chị Nguyễn Thanh Hòn nè. Xanh em mặc 57kg là chị Thu Viện Nguyễn nè, nhưng mà nó không in được. Mệt ghê. Mệt ghê. Xanh lavy mời cho Trần Giang bóc khóc em vô cho đây rồi. Xanh lavy mời cho Trần Giang. Nhớ màu cho đúng nghe, ghi sai đó đây bóc. Rồi, em mặc là xanh ngọc nha mọi người nha, em mặc là xanh ngọc. Màu này là màu hồng nha, khóc này rất là xịn nha mấy bè. Màu nâu nè, màu xám nè, màu xanh lavy nè. Đó. Chỗ này nó có, nó làm lưới để thông thoáng nè mấy chị. Thấy chưa? Đấy, hai túi ngồi có khó kéo, có túi trong luôn, tặng kèm khẩu trang luôn mấy chị nha. 89.000. Đầm có hai mẻ hay lai rồi mấy chị. Lấy em lai lại nha. Rồi 89.000 một khóc, giờ lấy khóc thì chốt mấy chị. 89.000 một khóc. Hai lớp cho em mấy chị nha. Khóc hai lớp xịn sò tặng kèm khẩu trang. Cái này thị trường đang bán 300-400.000, em nói mấy chị có 89.000 thôi. Dạy gì không chốt nha. Một xanh ngọc, một xém size nhiêu ký thì chị Ngọc Anh ơi, size nhiêu ký? Khóc có size mấy chị comment số ký giùm em. Ngọc Anh ơi size bao nhiêu ký chị ơi? Khóc này nó có size mấy chị comment số ký lên giùm em nha. Hai lớp nè. Đó. Khóc này có size, còn bên số ký thì mi mấy chị ơi. Áo kiểu em còn, em có áo ba lỗ có tùm lum à ha. Nhưng mà từ từ nhiều mẻ, bên này nhiều mẻ lắm. Xanh em mặc là xanh ngọc, xanh này xanh lavy. Chốt xanh nào? Ngọc Anh size M ok. Xám, xanh lavy, xanh ngọc size M, một thùng nước giặt màu hồng, Ngọc Anh size M. Bên Trần em lấy xanh nào? Xanh này là xanh ngọc, xanh này là xanh lavy, lấy xanh nào? Comment gõ gõ vậy. Lấy xanh nào? Lấy xanh nào còn quên rõ. Em nói chị khó này xịn lắm. Mua đi rồi bữa sau hỏi nữa. Khánh vỏ có đơn. Khánh vỏ size nhiêu ký? Mấy chị ơi size nhiêu ký? Minh Trần xanh ngọc 65kg. Ủa 62kg bẻ kèo mày chốt đi. Để mày xa bụi biết sao. Khánh vỏ 50kg. Khánh vỏ M. Rồi ai lấy chốt nhanh mấy chị, khó miệng bao xịn cho mấy chị luôn, đảm bảo cực kỳ xịn nha. Trang Thùy xám XL, ok. Màu nâu nè mấy chị, màu nâu nè. Đó, màu này màu nâu nha. Màu xám nè. 89.000 một áo thôi mấy chị, hai lớp cho em nha, mũ hai lớp nè. Hàng bao xịn sò cho em nè. Nè, vừa nha, nó có size tới 67-70kg luôn nha, mà Minh Tròn nha, nó có size 67kg trở về lận. Vừa nha, có size 67kg đổ về lận. Mấy chị size 67kg đổ về, từ từ em lên cho mấy chị chọn. Rồi 89.000 một áo cho em mấy chị nha. 89.000 một áo. Chất đẻ lắm mấy chị ơi. Hai lớp cho em nha, chất siêu đẻ luôn. Hai lớp. Ở trong có túi trong cho em nè. Túi trong, ở ngoài có túi có khóa kéo. Túi có khóa kéo nha. Ở chỗ nách nó làm xong hơi cho mình nè. Đó. Áo thun cổ bỉ. Không có bể chờ chút xíu. Xém nâu size M chỗ ơi. Rồi ai lấy chốt nhanh mấy chị ơi, thì lấy chốt nhanh. Rồi ai lấy chốt nhanh mấy chị, 89.000 đảm bảo mấy chị bao đẹp nha. Không mấy ôm vô đây bóc lấy ôm lên nè, hai đứa hơn. Chị Khánh Huy hộ ok nè, ôm be size để vô đây để đây bóc nè, biết ngỏ còn size gì thì còn màu gì để chốt nè. Bóc trong lấy ôm lên. Biết rồi, đi ôm vô đây, ôm vô đây, ngồi bóc biết ngõ nè. Hết xanh lavy size M đây, còn cái chị đang mặc, ủa chị đang mặc phải. Chị Khánh vỏ hết, em mời em hết xanh lavy nha mấy chị nha, em mời em còn xanh ngọc thôi, Khánh vỏ không có đơn. Khánh vỏ không có đơn nha. Hết lê được cái xanh ngọc thôi, ôm vô đây bóc đi, biết ngõ hết màu gì, size gì.
Rồi ai lấy trúc nhân với chị? Em còn màu xám, màu xanh ngọc, xanh mờ á, màu hồng với lại màu nâu. Size M còn 4 màu nha. Size L với L mới có xanh la vi nè mấy chị nè. Có L hết xanh la vi. Nói rồi chút béo rồi. Có nha, size M còn, size M còn màu xém không? Có nha chị Khánh Võ, đổi qua xém nha. Size M còn màu xém, màu xanh ngọc, màu nâu với màu hồng. Có xanh la vi, xanh la vi còn L với lại XL. Xanh la vi còn L với L mấy chị. Này vừa size vừa màu nữa, loạn luôn. Rồi chị lấy chốt nhanh với chị, 89.000 một phót. Khánh Võ đổi qua màu xám nha. Rồi 89.000 một phót với chị. Ai lấy chốt nhanh. Phót này nó với chị xịn lắm. Mua một hai cái về để dành mặt. Mùa này trời nắng là phải có cái này để đen ngoài đường. Hai lớp nha mấy chị nha. Đó, cái này nó rất là mát luôn. Mặt nó không có bị dày, bị bít bí như những cái phót kia. Đó, nè nách nó ngay chỗ phần này nó có may lớp lưới nha mấy chị nè. Không hơi, không thoáng. Rồi chị lấy thì chốt với chị 89.000 một khóc. Một khóc 89.000, chị lấy thì chốt nha. Ừ. Đầm nè. Đầm nãy còn tái sai thấy không? Rồi đầm này em xem với chị 69.000. Chị này mới vô sâu em nói luôn. Cái đầm này nó lỗ ở chỗ này nha. Đó. Ở trong cái túi nè mấy chị, nó lủng một lỗ nhỏ bằng cái đầu cái tâm nè. Không, nhưng mà nó trong cái túi chia lại là không thấy. Đó. Tầm này em có size 65kg đó lại, 69.000. Chị lấy vào bên đầm caro kèm ký. Ai lấy đầm caro chốt đầm caro kèm ký nha mấy chị nha. 69.000 một đầm, 65kg lại. Đầm caro kèm ký nè. 69.000 một đầm, 65kg lại. Chị lấy thì chốt 69.000 một đầm nha, 65kg lại. Nhà em chốt đơn ít nhất từ 2 sản phẩm. Mấy chị cố gắng lựa dùm em ít nhất 2 sản phẩm trở lên để bên em lên đơn nha mấy chị nha. Để lấy đầm caro, chút đầm caro kèm ký nè. Có đầm kia bạn Hoa để đâu ta? Có ai lấy đầm caro, chút đầm caro kèm ký cho em nè. Các bạn quay cái đầm kia, quay dịp đâu ạ? Giờ sai XL hết chấm kia. Giờ hết ta chấm đầm XL nha. Chấm đầm. Nhiều màu dưới trời, mệt ghê. 52kg màu còn màu nào? 52kg là size L, em còn màu xám nè. Xanh la vi nè. Màu nâu nè. Màu hồng nè. Đầm tôi mặc là đầm nào? Đầm tôi mặc thì 500.000 cái, vô shop anh Trần mua nha. Đầm đỏ em mặc hôm qua là 500.000 một cái, cứ vô shop anh Trần Sóc Trăng mà mua nha. Còn em bán trên like là em có mẻ này, em like mẻ đó. Còn những cái đầm em mặc là em mua trong shop anh Trần Sóc Trăng, cứ 5 xị một cái, 5 xị một cái, muốn mua mấy cái cũng có. Em bè. Rồi size L, 52kg em còn màu hồng. Màu nâu. Màu xanh la vi. L. Nhiều màu thế. Nè size L nè. Màu xám, màu xanh đen, màu vàng rồi. Cho size L màu vàng luôn lên luôn. Nhiều màu quá chóng mặt quá. Rồi màu ve nữa nè mấy chị, size L nè. 51 đến 57kg. Là có màu ve là một nè. Xanh đen là hai nè. Xám là ba nè. Xanh la vi là 4 nè. Xanh ngọc là 5 nè. Nâu là 6. Hồng là 7. Úi giời 7 màu. Xanh la vi size L của Võ Hậu. Rồi mấy chị còn bên size nha mấy chị nha. Còn bên size nha. Size L là 51 đến 57kg. Màu hồng, màu nâu, xanh la vi, xanh đen, màu da, màu xanh ngọc. Size L á, 51 đến 57kg. Còn size M là 40 đến 50kg. M màu hồng, màu nâu, màu xanh ngọc nha. Ngọc Anh thêm xanh đen size L. Đen size L có hai cái rồi bạn. Có size lớn. Dạ size XL là 58 cho đến 62, 62kg. Size 2X này tới 67kg lại rồi, không có size 2X nữa. 2X em chưa có lên, tự nhiên màu nít. 2X là em có màu xám với màu nâu. 2X xám với nâu. Em hoa xong thoát ra ghim cái size. Ai biết vô comment bài ghim xem cái size. Xanh ngọc 2X để một cái. 2X không có xanh ngọc. 2X em có màu nâu với màu xám. Hai màu. Nha. Thêm cái 2X hả? Rồi rút ra. Dạ 89.000 một áo. Nguyễn Thanh Hồng. Màu da. Size L.
những cái hồng màu dê sai lờ. Đây. Thấy là màu 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 nâu với màu xám đây đúng không? Ừ. Đây nâu với xám đây đúng không? Có màu dê. Cậu thấy là màu dê hả? Nó ghi nâu rồi. Trời ơi, tôi chết quá. Rồi hóa lê cảm ơn màu nâu size M. Ok, nâu M cho hóa lê nè. 89.000 một khớp. Đơn thẻ mai trương thương mấy sấy hối chưa? Dạ, thẻ mai thương lựa thơm ơi nha. Size L sang ngọc cho hóc hiêu. Lựa thơm ơi, em gặp đơn cho. Chưa đi. Gói nhưng mà chưa đi. Rồi. Đây. Size 2X là cho mấy chị từ 6B đến 67 kg. 2X em có hai màu đây nè. 6B đến 67 kg có màu xám với màu da. Ghim size rồi mới bữa về ghi cho dễ chứ giờ đọc ký chóng mặt. M là 40 đến 50 kg. L 51 cho đến 57 kg. XL là từ 58 cho đến 62 kg. 2X là 6B đến 67 kg. Chị nào không biết size cứ vô giùm em cái phần ghim đó nha. Dạ 1X có xanh ngọc. Có, 1X có xanh ngọc nha. 1X có xanh ngọc. Em đặt màu lại nè. Vô cái phần ghim bình luận mấy chị xem cái size giùm em. Nghe em nói sai rồi nè, M 40 đến 50 kg. Đó, em ghim cái này xuống cái phần sao nó cho ghim đâu đây. Rồi, đó mấy chị chọn vô cái phần ghim bình luận mấy chị đó, cái size có các bạn là comment lên mấy chị. Nhìn vô cái size đây mình biết mình mặc size nào, mình comment cái size giùm em cho dễ chứ màu nhiều quá em loạn nha. À, xanh ngọc em mờ cho chị Thảo Mai Thương Trương. Có cái máy sấy gộp vô cho bé ơi. Gói vô đi em xuống gộp vô luôn. Rồi. Đó. Chị Khánh Võ thêm size L màu hồng và màu xanh ngọc. Ta thấy em có màu xám với màu da. Ừ vậy nóng re giờ làm sao. Cùng ơn lên nhiễm re luôn. Nè sao thấy em có màu da với màu xám này nha mấy chị nha. Thấy đây chị Mỹ Dung Lê Thị ok, chị Sắp Hiêu có đơn rồi, chị Trung Hình ok, ok chưa, màu 2X nha mấy chị nha, 60B đến 67kg, em có màu màu da và màu xám này. Rồi, size XL nè, XL em có màu hồng nè, XL màu hồng, XL màu nâu, XL là 58 cho đến 62kg, XL là 58 đến 62kg, XL hồng, XL nâu, XL xanh ngọc, XL xanh Lê Vi. XL màu xám. Rồi XL có nhiêu đây? Ai lấy thì chốt nha. XL có nhiêu màu đây mấy chị? Dạ L 55 kg vừa, L 51 đến 57 kg chị ơi, L 51 đến 57 kg. Cứ nhìn từ từ màu và size bóc cho chuẩn ngang chứ đỡ bóc lộn rồi là không có hàng đâu bóc lại đâu nha. Từ từ. Rồi, comment lên giùm em. XL em có xanh ngọc là 1 nè. Xám là 2 nè. Xanh Lê Vi là 3 nè. Màu nâu là 4 nè. Màu hồng là 5 nè. 89.000 một khóp. Khóp cực kỳ xịn nha mấy chị luôn. Hai lớp nha mấy chị nha. Hàng hai lớp. Kèm khẩu trang. Hàng này em bao đẻ cho mấy chị luôn. Bao đỉnh thị trường đang bán 300-400.000 một cái. Em bán chỉ có 89.000 thôi kèm khẩu trang giùm em. Đây, túi nó có khóa kéo, có túi trong và nó có cái phần đây, nó làm cái phần thông hơi ở nách này mới gì cho nó thông thoáng mồ hôi nè. Đó. Ở đây nó có sáu ngón luôn, rất là dài luôn mấy chị, che nắng phủ phê nha. Sắp view thêm hồng size L nè. Mấy chị biết size comment size đó, cứ nhìn vào cái bảng nó comment size giùm em. Chứ bây giờ em đọc từng màu từng số ký em rối não nha. Đó. Rồi. Còn size M màu gì? Size M đọc lại. Cho tớ màu gì? Cái XL em có xám đậm đây nè mấy chị. Ngố năm mâm còn size bé trong. Có rồi. Cái của bạn kia á. Ờ. Còn cái ngố năm mâm bé còn cái nha. Sấy XL em thêm màu xám đậm nữa nè. Nhẹ thấy được còn cái đó. Có xin phép đó. Ngố năm mâm còn bé, ngố năm chứ còn cái. Rồi XL có màu xám đậm nè mấy chị. XL có màu xám đậm nữa nha. Nó bị không có mẹn hả? Không mẹn. Nó bị xèo. XL có xám đậm đó nè. Xanh M đọc màu lại coi. Xanh M xanh ngọc. Nâu. Nâu. Xám. Xám. Ba màu hả? Có hồng không? Có luôn hả? Rồi xanh M em còn ba màu. Xanh ngọc, màu xám với màu nâu.
89.000 một cái áo khoác, quần gối năm bông 49.000 một cái nha. Gối năm bông bỏ đi tụi bé. Đó cái mẫu đó, cái mẫu đó hay là lục cái cổ. Rồi 89.000 một khoác nha mấy chị nha. Chị Thoa Kim M xám. M có be màu em đang cầm trên tay. M là 40-50kg. M 40-50kg thôi mấy chị nha. M xanh ngọc, M xám và M nâu. M 40-50kg thôi nha. 89.000. Nguyễn Lành có đơn. Có câu hỏi chưa? Biết rồi nhưng mà để lập list mới thì sao? Đó, bạn Nguyễn Lành cho số điện thoại. Nguyễn Lành cho số điện thoại. À, áo thái, không gái áo thái có size bự không ạ? Không có size nhỏ rồi, còn mấy cái size bự à? Không có size nhỏ. Rồi quần gối đang mong em vào size M với size L 52kg lại. Thoa kim M nâu. Gối đang mong em có size M với size L mấy chị, M 46-47kg lại. L 52kg lại nha. Đó, Nguyễn Lành quần gối. Rồi chị lấy thì comment lên em xe 49.000 hoặc quần gối năm mông. M 47kg lại và L 52kg lại mấy chị. M 47kg lại, L 52kg lại. Ngố M hoặc ngố L 49.000 một quần nha. Ngố M hoặc ngố L nè, 49.000 quần ngố năm mông chắc em bao cho mấy chị luôn. Đợt này em bán là 1.000 cái, là hơn 1.000 cái rồi. Bán 6 đợt rồi. Đợt này còn cuối cùng là sale hết là không có về nữa nha. Em bán từ 59.000 bây giờ còn 49.000. Size M là 47kg giờ, size L 52kg giờ, xe 49.000 một cái. Cho chị hai cái cọc áo bay lỗ đây. Mình lấy cái bay lỗ cho chị hai cọc áo bay lỗ đây. Ok, shop view nè. Rồi, ai lấy chốt nhanh mấy chị, cho chị hai cọc áo bay lỗ hồi nãy. Rồi, chị lấy chốt nhanh mình em nha. Kêu luôn 49.000, quần này mặc xuống lắm mấy bạn. Đó, cái hẹn em đang mặc nè mấy bạn. Quần này như quần em đang mặc nè. Nha, 52kg L, 47kg lại M. Đó, ai lấy ngúa chút ngúa. Đó, quần này như quần em đang mặc, mấy chị chút phôm nó lên, nó sẽ như thế này. Ui, xì xì như thế này luôn mấy chị nha. Đấy, xì xì như thế này luôn. Rồi, chị nào lấy khót thì chút khót nha. Bè nào mè mới vô, muốn coi lại khót size gì, màu gì. Muốn coi lại khót thì nó in lên cái phần size gì, nó in lên màu cho coi nha. Cái bây giờ nó nhiều màu lắm. Chị Nguyễn Kim Ngân có đơn. Sóc view. Đấy là hai cái, lấy hai cái nha, thì đổi đi. Đổi đi, tôi đọc cho tôi in nha. Đấy, in cho tôi đọc cho tôi mệt nha. In tôi mệt, quá mệt. Quần ngố, đó. À, quần ngố có dài không? Còn dài, đưa dài đi chị bén luôn. Lấy dùm chị quần dài cũng mẻ đó luôn. Size L còn màu gì? Size L. Size L có em có màu màu xanh đen. Màu hồng. Có size L mấy chị nha, màu xám, màu nâu, màu ve, màu ngọc. Rồi size L đây, có size L là 58 cho đến 62kg, 58 đến 62kg nha. Em có màu này là màu ve nha, size L màu ve, có size L màu ve. Áo thái chỉ có size bự thôi chứ không có size nhỏ cỡ bè. Rồi size L màu xanh ngọc, size L xanh ngọc. Size L màu xám. Khóc này nói với chị không xịn không lấy tiền. Cầm kéo cực kỳ chắc tay, hai lớp dày dặn chắc chắn cho mấy chị luôn. Em đảm bảo mấy chị nhận khóc sẽ hỏi còn hay không. Mùa này mà phải sở hữu một hai cái này đi ngắn mấy bạn ơi. Thuận tiện với khẩu trang luôn nè. Size L màu nâu. Rồi size L màu hồng. Cứ 89.000 một khóc. Một khóc em sẽ đi đơn cho mấy chị nha. Một khóc bên em sẽ gọi chút đơn cho mấy chị. Rồi size L màu xanh đen. Đó, ai lấy size L thì đốt nào. Cái lỗ này vải xịn lắm luôn mấy em. Ồ, vải nó rất là đẹp, chắc có tâm khô. Vải xê chưa. Rồi 57kg đổi về 55.000 một áo thêm mấy chị. Te lỗ vàng. Te lỗ vàng, rửa đen. Rửa đen, con hương nó giống này không. Rồi ok, chị Thoa Kim nè. Cảm ơn. Rồi, để rồi mới trời còn bên em đe lỗ vàng 40-57kg, 55.000. Chắc khỏe lắm mấy rồi. Khánh Võ có đơn. Rồi, ta lỗ như có bên màu đúng không? Sóc kêu có vàng. Mẹ bên lỗ.
đây. Trang Thùy sang Ngọc. Trang Thùy có đơn. Rồi mấy chị be lỗ trắng vàng nâu hồng. Trắng vàng nâu hồng. Rồi nó đi. Chiều nghe cái lá gì chiều lại. Rồi ai lấy be lỗ thì chốt quá chị. 55.000 một áo chất đẻ lắm. Chất bao đỉnh luôn. Be lỗ về mấy chị phối quần ố cũng đẹp nè. Đó, be lỗ hồng. Be lỗ trắng 55.000. Be lỗ vàng và be lỗ nâu. Rồi. Be lỗ kèm màu cho em mấy chị ơi, be lỗ kèm màu. 55.000 chất inbound nha. 57 chứ lại ok, chị Mỹ Dung có đơn. Rồi, be lỗ màu này màu nâu tây mấy chị, be lỗ màu nâu tây. Be lỗ màu nâu tây nè, 57 chứ lại chị nào gọn gọn sáu cưới vô tư luôn mấy chị. Nha, bè nào thích ôm, bè nào cao biết 6 là sáu cưới vô tư luôn. Rồi be lỗ kèm màu mấy chị, 55.000. Rồi, be lỗ màu. Be lỗ màu màu nâu tây nè. Màu vàng nè. Màu trắng nè. Rồi, màu hồng nè, rồi be lỗ kèm màu mấy chị, 55.000. Thẻ này đẹp lắm kìa, về phố với lại quần gì cũng đẹp, móc đi. Chị Khánh Võ có be lỗ nâu. Có mấy cái mà không có nhiều vậy ơi, có mấy cái mà. Mấy cái là mới về hết đi. Vải rất là được. Cái nói chị em là vải bao phê luôn. Vải bao phê luôn á chị. Chắc rất là đẻ luôn. Rồi be lỗ 55.000. Còn quần chín tấc quần tây. Quần chín tấc là quần gì? Quần 7 tấc chưa? Quần tây nó 7 tấc à. Quần tây có 7 tấc rồi nha. Rồi be lỗ kìm màu. Em có mấy màu be lỗ này chị lấy thì chốt nha. Be lỗ kìm màu. Quần ngố be 2 ký be lỗ vàng. Ngô không có be 2 kg đâu. Vì anh Ngô có be lỗ vàng. Vì Khánh Võ có đơn. Rồi hết vàng. Rồi còn nâu tay trắng hồng. Be lỗ còn nâu tay trắng hồng. Em nói với chị be lỗ đẹp lắm. Giờ phối đẹp lắm. Không hút là tiếp nha. Rồi quần ngố thì em không có be 2 kg đâu mấy chị. 40 kg trở lên. Be 2 kg rộng lắm nha. Quần ngố thì 40-47 kg mặt size M. 48-52 kg mặt size L. Ok chưa? Đó. Ai lấy ngố trước ngố. Rồi giống y chang quần ngố em có quần dài, em bán với chị 65.000 luôn. Rồi mơ niên mẹ dài kèm ký. Dài mấy chị nha. Dài em có size 40-55kg nè, ai lấy dài chút dài kèm ký nè. Đó, nó cũng là quần e-shot lăng ngông. Nhưng mà nó là quần dài. Dạ anh Ngô có quần 52kg. À phải 52kg, tụi mơ lộn 32kg. Rồi vô cái đơn hồi nãy. Rồi, chị lấy thì cầm mơ lên giùm em. Dài kèm ký 40-55kg có size 65.000 một quần. Y xì như lại quần ngố nha. Nó cũng là e-shot lăng mông nè. Nhưng mà nó là quần dài. Đó. Em mấy chị 65.000 em còn vài cái thôi. Mẫu này em sale xong là em bỏ mẫu là không có về mẫu này nữa. Em sale luôn cho mấy chị luôn. Rồi còn bên em mẻ dài kèm ký nha. Hai quần dài 48kg. Đây là ok thoa phim. Rồi ai lấy chút nhanh mấy chị 55kg đổi về cho cái quần dài này. Cảm ơn em mẻ dài kìm ký mấy chị. Chứ còn ngố là ngố, dài là dài chứ ngố dài. Thôi em mẻ dài kìm ký nha. Hai cái dài chốt dài kìm ký cho em mấy chị nha. Rồi chốt lên em mẻ dài kìm ký. Hai cái dài sai lời. Rồi dài kìm ký mấy chị 65.000 cho em. Dài 65.000. Hai cái dài chốt dài cho em mấy chị 65.000. Chắc em bao. Tăng lên éo kiểu éo đồ cho mấy chị. Quần sọt rồi cho mấy chị ha. Rồi, kịp chưa? 55.000 rồi anh đi mẻ xanh mấy chị. 55-56 cái loại khuôn ngắn ngắn nè. Cái này khuôn ngắn ngắn nhưng mà dài quay rốn nha mấy chị nha. Rồi ai lấy xanh chút xanh 55. Cái này có một cái một thôi. Xanh 55.000, quá đẹp. Rồi chị lấy xanh chút xanh 55.000 thì mình mấy chị có một cái một thôi. Đó khuôn ngắn ngắn. Rồi cái tay lật lai luôn. Quá đẹp luôn. Thì chung hình có xanh. Rồi mấy chị ai lấy cái này còn mơ lên giùm em là màu da nha mấy chị nha. Màu da này mấy chị 57kg lại. 40-57kg, 55-57kg lại. Màu da. Màu da mấy chị 55.000. Ai lấy da chốt da. Rồi da 55.000. Chị lấy da chốt da giùm em nè. Rồi da 55.000 có hai cái nè. Ôi cái tay đẹp lắm luôn á. Ngọc con Nguyễn có da. Cái này nó bị lộn quay rồi coi là Mỹ Dung Lê Thụy có da.
có một cọc phải cơ bèn nữa. Dạ còn quần ngố thì em mặc size 40-52kg. Lộn cỡ lửa là lố một cọc rồi. Tại vì cọc này nó không biết là cái gì nữa đâu. Giờ mở ra mới biết là tại vì cái kia nó đang lỗ. Lộn dưới. Rồi comment em mẹ vàng mấy chị. Vàng 55.000. Áo này mấy lộn giá mấy chị 69.000. Mấy 55.000 nó sắp lộn qua bên đây rồi. Em lỡ rồi. Em chơi luôn không cọc à. Áo này 69.000 hả? 55.000 là chưa bằng giá nhập. Lỡ rồi. Rồi đi bạc hè 80.000 một chai. Vàng mấy chị chốt đi. Áo này đẹp lắm. Này có tâm cô à. Chị hố hàng rồi. Vàng nó có 2 cọc à. Ủa lộn 2 cọc. Trang thời có vàng. Rồi hết vàng. Tho kim có vàng. Hết vàng, vàng này vàng chữ. Giờ vàng chữ chị Tho Kim có lấy thì chốt vàng chữ nha. Cái này mấy chị 40-57kg ok. Nguyễn Lành có xe bông. Cái này lem bị hố hàng mấy vàng nha. Nó sắp lộn 2 cọc qua bên này. Quần 5 bông 3 cái 40-52-54. Quần 5 bông chị lấy dài hay ngố mè mày có 54 nha. Chị Nguyễn Thanh Hồng 5 bông lấy dài hay ngố. Chị Ngọc ơi Nguyễn có vàng chữ. Rồi hết vàng chữ. Bị hố rồi. Nghe chiều nếu lạnh nha, hố hết 2 cọc rồi đó. 2 cọc 15.000 một cái nhân lên 300.000 lần. Hết vàng chữ rồi mấy bè, nó bị hố 2 cọc nè. Rồi mối quần dài. Chị Nguyễn Thanh Hồng quần dài. Chị Nguyễn Thanh Hồng có đơn. Rồi bây giờ quen đeo cái áo ngắn. Nghe đây bé. Ngắn nha. Rồi, comment giùm em màu nu 55-56 cứu lại 55.000 luôn mấy chị. Có cục nữa ở đây. Màu nu. Cái màu nu chốt màu nu giùm em. Màu nu mấy chị, ai lấy nu chốt nu. Rồi bình dưỡng nhiệt 79.000 một bình. Màu nu của chị Bùi Thu Hạnh. Đó, bè này mua được áo đó bè đã sướng. Lỗ 15.000 một cái nha. Thầy nào mới mua được 2 cái áo thì bè đã sướng nha. Màu nu của Bùi Thu Hạnh hết nu. Bình dưỡng nhiệt 79.000 một bình. Bình này loại 800ml. Nhớ là áo ngắn nha. Chỗ nào hồi nãy ghi chữ ngắn đó nha. Tại vì nó nhiều giá tụi nó mới khui hồi nãy về lập đập vô bán nhưng chưa có phân biệt được. Quéo. Ừ. Rồi, bình dưỡng nhiệt 79.000 một bình cho em nha. Dạ ngố hết 60kg rồi, ngố còn 52kg đổ lại. Ngố hết 60kg rồi. Rồi ai lấy comment như bình nhiệt mấy chị, bình giữ nhiệt, giữ nóng giữ lạnh đều ok. Ừ vô. À, cái đó là gia chị. Chị không biết không được làm cái làm luôn. Cái đám hàng kia đó. Giờ bóc lên mới thấy có tâm phô. Rồi cái này sữa rửa mặt của hãng Ngọc Trai Đen em còn chai nè, siêu 50. Sữa rửa mặt này còn chai 50 nè. Để rớt lên rớt xuống. Ờ em còn cái đồ ăn em siêu rỉ về ủng hộ em cho hết luôn, em dọn luôn. Chùm ruột em siêu với chị 40.000 nha. Chùm ruột em bữa giờ em bán 50.000, bây giờ bán 40. Áo đang mặc còn màu gì? Màu vàng hả? Với trắng hả? Thẻ chín. Áo đang mặc còn màu vàng với màu trắng 55.000 áo nha. Rồi mới chị, em còn một ít đồ ăn em siêu hết rồi em nghĩ cho trống chỗ, bây giờ đồ càng hàng càng ngày càng nhiều không có chỗ để. Tạm thời ngưng đồ ăn tết bán tiếp nha. Một bè ủng hộ em một phát đi cho nó hết. Chùm ruột em bán mấy bè 40 luôn. Bánh thì bán bè 20.000 một hộp luôn. Toàn bộ giá giảm hết nha mấy chị nha. Đồ phòng bán mấy chị 40.000. Đấy, cái này em bị hố nên bây giờ em không phải bị hố bị không có chỗ. Bây giờ em bán rẻ hơn mấy bè ủng hộ mỗi người hộp đi cho hết. Bánh gấu 40 nha. Kẹo lứt 25.000 em siêu hết luôn. Bánh này 20 cho nó trống chỗ ra. Bây giờ không có chỗ để nữa nha. Rồi ai lấy thì chốt nha. Chị Dưỡng Nhan 45.000 một xét nè. Chị Dưỡng Nhan 45.000 xét mấy chị nha. 13 vị trong này lần đó có thêm cái vị bồ mỡ nha. Kem chống nắng em còn kem chống nắng của Thái 40.000 một xét. Em cái gì cũng có. Không có tiền thôi chứ cái gì cũng có hết á. Rồi 40.000 một xét kem chống nắng Thái nha mấy chị nha. Áo đang mặc em có 2 màu. Rồi áo mặc em có 2 màu mấy chị. Trắng với lại vàng 55.000 một áo. Chất bô lít cho em nè. Trắng 55, vàng 55 nha, chất bôi lip. Đồ ăn em còn ít thôi. Còn đâu mười mấy 20 củ thôi. Cho nên dọn chống chỗ hay chật quá rồi. Cái tâm khô này. Mình có tâm khô này quá. Đi về chỗ bên kia. Mà bỏ cái chữ giấy ngắn bỏ vào đây. Của cái áo mà có hai chồng bự có chữ theo á, dài á, nãy đến được 90 cái á.
muốn kéo anh. Rồi cái này lãi bao lẻ cho mấy mẹ luôn, 55.000 luôn mấy chị. Hẹp phơm ngắn ngắn nha mấy chị nha. Ok chị Thanh Hiền nè. Rồi ai lấy cái này comment thì em mẻ mẻ số 1 đi mấy chị. Một vàng. Mẻ một kèm màu mấy chị nha, 55.000, hai con ngắn ngắn nha. Một đen, một trắng. Một vàng đen trắng. Nâu hồng. Xanh. Đó, hồi nãy ai chưa chốt được thì chốt nè. Mẻ một giùm em mấy chị. Cái này chắc có tông khô vải đẹp lắm mấy chị ơi. Con ngắn ngắn nè. 55 56 cứ lại ok. Rồi, mẻ một em có màu đen nè. Mẻ một màu vàng nè. Đó, phơm ngắn ngắn mấy chị nha. Mẻ một màu trắng nè, 55.000 một áo mấy chị. Rồi, mẻ một màu trắng nè. Đó, đẹp chưa? Chị về phố có rinh đùi hay là quần tây hay là quần mumi gì đều ok hết. Rồi, tôi mặc cái áo này lên cho tôi mặc quần mumi phơm bách riêng vô là nó đều liền luôn. Đây, đây có nó lên đây. Mặc màu trắng đi. Dễ không có quần viên chị ơi, quần viên cái này chưa có hàng. Chắc lại phải mua chị để nó. Này vải có tông khô nha, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Mặc cái quần u mì. Cái này phối lại quần jean cũng được, quần tây cũng được, mà quần gì cũng được, áo này dễ phối lắm các bạn. Đó, áo này dễ phối đồ lắm luôn mấy chị. Nha. Chưa? Này dành cho chị. Đó, 55 56 cứ lại nha. Thanh Hiền có đơn. 55 56 cứ lại ok mấy chị. Hàng này coi dễ có tông khô chắc đi bao chị. Đó, nó tiểu chỗ đây nè. Được chưa? Rồi, mẻ một màu vàng. Mẻ một màu khi về mở sắp thì mở gì tôi mở dục chứ mà rồi mẻ một màu đen, mẻ một màu trắng, một vàng đen trắng hồng xanh với màu nâu tây. Rồi mẻ số một kèm màu mới trời, mẻ một kèm màu nâu tây nè, xanh nè. Rồi mẻ một kèm màu giùm em mới trời, 55.000. Ôi chắc đẹp lắm luôn á. Mẹ vừa phối với lại quần gì cũng đẹp hết luôn. Rồi chị lấy mẻ số 1, chốt mẻ 1 kèm 1. Rồi mẻ 1 kèm màu giùm em mấy chị ơi, 55.000 một áo. Ai lấy thì chốt. Rồi mẻ số 1 kèm màu giùm em nha. Mẻ 1 xanh nè. Một xanh. Rồi mẻ số 1 màu nâu tây nè. Mẻ 1 màu hồng nè. Một tôi mặc đó sang thấy không? Một vàng với lại một đen. Rồi quần u mì này mấy chị 89.000 một quần. U mì này 89.000 quần mấy chị nha. Cái này mấy chị này có tụi con tuổi nhỏ nhỏ, con học lớp 5, lớp 6 rồi 7, 8, 9 rồi mua cho con mặc ok luôn. Đấy. Rồi quần u mì này em có nhiều cái cạp khác nhau, từ 40 cho đến 60kg em còn size 89.000 một quần. Có nhiều cạp khác nhau nè, cạp như em mặc nè. Nó có kẹp như mặt như vậy. Đó. Kẹp như mặt nó có rồi. Nó có nhiều cái kiểu khác nhau mấy chị nha. Nhiều cái kiểu khác nhau. Kẹp nó tốt cho mấy chị kẹp mỗi riêng. 89.000 một quần kia mấy chị nha. 89.000 một quần. Chị lấy quần u mì này thì chốt. U mì kèm ký. Một quần, hai quần, ba quần gì đó. 40-60kg em có sai. 89.000 một quần. Thanh Hiền có đơn. Thanh Hiền có đơn rồi nha. Rồi 89.000 một quần mấy chị. Ai lấy thì còn mơ lên giùm em nha. U 10 kèm ký giùm em mấy chị. 89.000 một quần, size từ 40 cho đến 60kg nha. 89.000. Rồi bông tẩy trang em còn mấy bịch không mấy chị? Bông tẩy trang em còn mấy bịch nè. 25.000 bịch bông tẩy trang giùm em nha. 25.000 một bịch bông tẩy trang mấy chị. Bị này 222 miếng mấy chị mua giữ dành xài nha. Dài hay lửng vậy hạnh. Quần em mặc là quần dài nha mấy chị nha. Quần em mặc là quần dài. Quần ba mươi dài size 40-60kg. Bông tẩy trang 25.000 một bịch. Em còn vài bịch thôi. Ai lấy bông tẩy trang thì chốt. Rồi bọc thực phẩm 20.000 một bịch bọc thực phẩm nè.
hai lấy bọc thực phẩm thì chốt quá chị nha. Dạ áo khoác em lên rồi, chị còn size bao nhiêu ký em lên màu lại cho chị chọn. Còn size bao nhiêu ký em lên màu lại cho chọn. Rồi bọc thực phẩm 20 ngàn một bị nha. Khẩu trang em xem với chị 69 ngàn 10 bì, 69 ngàn 100 cái. Một thùng là 200 ngàn, một thùng 300 cái là 200 ngàn. Khẩu trang em có 3 màu nha mấy chị nha. 69 ngàn 10 bì. Ai lấy khẩu trang thì chốt nè. Rồi 69 ngàn 10 bị khẩu trang nha. Chị lấy khẩu trang thì chốt nè. 10 bị khẩu trang 69 ngàn. Ai lấy khẩu trang thì chốt. Áo khóc chị cần size gì em lên lại cho. Áo khóc cần size gì em lên lại màu cho. Cần size bao nhiêu ký. Cỡ chị là 40 đến 50 ký hả? Chị là 40 đến 50 ký đúng không? Bé đẹp luôn. Một con cái. Rồi ai lấy cái này comment em mẻ trắng với chị 55 ngàn. 57 kiếu lại. Ai lấy trắng chút trắng phơm ngắn ngắn nha. 57, 58 kiếu lại phơm ngắn ngắn rộng rộng nè. Rồi 55 ngàn chị lấy trắng chút em mẻ trắng. Trắng 55 ngàn. Cót đợi em chút kiếm lên lại cho. Em hay đứng đủ ngoài hết chưa. Con cái trắng, trắng, trắng đây, trắng, trắng đây. Rồi áo này mẻ số 2 kìm màu dùm em với chị nha. Mẻ 2 kìm màu nè. Rồi áo này mẻ số 2 kìm màu dùm em với chị. Quá đẹp luôn, chất có tông khô luôn nha mấy chị nha. Hàng cực kỳ xịn luôn. Rồi mẻ số 2 kìm màu dùm em. Ai lấy 2 trắng, chốt 2 trắng nè. 2 đen, 2 hồng, 2 đỏ. 55 ngàn một áo với chị nha. Hai kèm màu, các bạn có tâm khô vải đẹp nha mấy chị nha. Đó, 57 chứ lại ok luôn. Mẻ hai kèm màu dùm em. Chị lấy số 2 chút, số 2. Nó mẫu đồ bộ. Rồi chờ em chút thôi chị. Mày đồ chắc 65 cái sai chị không có đâu. Tại đồ đó em mới khui chưa coi hàng, chưa biết nữa. Coi rồi mới bén được nãy lật đè lật bén. Nhưng đầu rối, mất thời gian. Rồi hai kèm màu dùm em mới chị. Rồi hai đỏ nha. Cái này nó que đầu que rốn mới chị nha. Nó lửng lửng nhưng mà phơm nó que rốn nè. Rất là đẹp luôn. Hai đỏ. Rồi hai hồng. Chiều tôi mặc cái này tôi đang nhìn xem. Rồi hai đen. Hai trắng. Rồi mẻ hai kèm màu dùm em mới chị. Lấy mẻ hai chút, mẻ hai mẻ một, mẻ hai để đi. Kéo còn màu nâu, màu hồng, màu xém nè. Có hồng. Hồng xém xanh ngọc. Rồi, size của chị, khoác size chị em còn 3 màu này chị. Màu xanh ngọc. Màu xém với màu nâu. 40 đến 50 kg size M, xanh ngọc xém nâu. Xanh ngọc xém nâu nha, khoác này rất là xịn luôn. Chống tiêu UV nha mấy chị nha. Khoác này chống tiêu UV 2 lớp xịn sờ, 89 ngàn một áo cho em. Size M 40 đến 50 kg. M 40 đến 50 kg rồi em nè. Hai chú ngoài có khó kéo nè, kèm cho cái khẩu trang luôn nè. Tặng kèm khẩu trang. Đây có sọ ngón. Có hai chú trong về nó may thông hơi ở nách nè. Đó, nó thay may thông hơi ở phần nách cho mình nè. Rồi, ai lấy thì cảm ơn em khóc. M kèm màu, M xanh ngọc, M xám và M nâu. 89 ngàn. Một khóc bên em mỗi một chút đơn cho mấy chị nha. Rồi, 89 ngàn. Ai lấy thì chốt. 89k mấy chị. Khóc M còn 3 màu. Màu màu xám, màu xanh ngọc với màu nâu. Rồi xám, xanh ngọc với nâu. Rồi chị nào lấy thì chốt nha. Xám, xanh ngọc với nâu. Đó, ai lấy thì chốt mới chị. Xám, nâu, xanh ngọc. Chị lấy thì chốt. Xem cho cái bộ hồi nãy be màu mình phía sau, màu đen phía sau. Một bộ nó có be size lận, be 4-5 size lận. Coi lại ra coi size bộ đó đây. Rồi mấy chị áo Boris này 55 ngàn một áo nè. Ai lấy comment thì em màu ruốc 55k. Chị lấy ruốc chốt ruốc 55k nha.
Rồi màu ruốc 55.000 mấy chị. Lấy ruốc chốt em mẹ ruốc nè. Ruốc 55.000, chị lấy ruốc chốt ruốc giùm em. Ruốc 55.000. Ai lấy ruốc chốt em mẹ ruốc. Rồi ruốc 55k mấy chị. Lấy ruốc chốt em mẹ ruốc nè. Cho coi lại áo khoác rồi đợi em chút xíu nha. Rồi ai lấy trắng chốt trắng 55 mấy chị. Trắng 55 chất Boris giùm em nha. 55-57 thiếu lại em vừa. Trắng 55.000. Rồi lấy trắng chút em mẹ trắng 55.000 mấy chị. Trắng 55 nè. Ai lấy trắng chút trắng giùm em. 40 cho đến 55-57 thiếu lại chất Boris giùm em nha. Rồi ai lấy vàng chút vàng. Vàng này form rộng rộng ngắn ngắn. Rồi chị lấy vàng chốt em mẻ vàng mấy chị. Vàng này 57-58 chứ là ok luôn. Rồi 55.000 mẻ vàng. Ai lấy vàng chốt vàng. Khóc chị còn coi size như ký em lên màu cho chị coi. Khóc chị còn coi size như ký. Trời ơi em lên màu cho coi. Khóc còn coi size như ký. Rồi chị lấy còn hơn giùm em màu da. Màu da mấy chị nha. Tay phối này. Ai lấy da chốt da giùm em nè. Rồi màu da, chị lấy màu da, chốt màu da. Màu da này lỗi rồi, màu da này lỗi nha. Rồi, còn bên em mẻ hồng 1 mới chị, hồng 1. Ai lấy hồng 1, chốt hồng 1. Nó đủ sao đúng không? Lấy size giống nhau vì nó đánh ấy. Nè thay vì S thì M ha. Phục xuống. Ừ, thấy không? Tại hôm nó bé nè. Nên cứ giống nhau vậy á. Ừ, cứ thay vì S thì M. Phục xuống như thế. Rồi, ai lấy còn hơn em hồng 1. Mấy chị, ai lấy hồng 1, chốt hồng 1. Chị Dương vỏ, chị coi áo khoác size bao nhiêu ký. Em lên màu cho. Chứ nó có nhiều size á chị. Còn size như ký em lên màu cho. Còn sai nhiêu ký. Mình đi hồng 2 giùm em nè. Lấy hồng 2 chốt em mẻ hồng 2 nè. 55.000 mấy chị nha. Chị lấy hồng 2 chốt hồng 2. Rồi 50 ký em lên màu lại cho. Hỏi mà comment lên chậm nữa. Nãy giờ em lên được 50 ký. Rồi cái này comment thì em mẻ vàng tay lưới. Vàng tay lưới mấy chị. 55.000 một éo nè. Cái em nó khoái éo này nè. Nên để vô để hỏi mày nào. Để không vô. Rồi vàng tay lưới giùm em nè, lấy vàng tay lưới, chốt vàng tay lưới nè. Rồi lấy cái này còn bên em hồng sọc mấy chị. Hồng sọc, ai lấy hồng sọc, chốt hồng sọc giùm em nha, hồng sọc. Mấy chị đơn một có quán lựa thơm nha, mấy bè vô chọn một áo nhiều lắm. Áo là bên em không chốt đơn được, có hai trang thị thôi. Vậy không có đầm với tiệc chị ơi, không có đầm với tiệc. Rồi ai lấy comment giùm em mẻ số 5. Mẻ 5 mới chị. Ai lấy mẻ 5 chú mẻ 5. Rồi em phót size 50kg em lên lại nè. Phót size 10 40 50kg giùm em nha. Rồi áo mặt để em lên lại màu áo mặt nha. Áo mặt là mẻ 1 đi. Rồi khót này 40-50kg. Size 10 40-50kg nha. Hai túi ngoài có khóa kéo tặng kèm khẩu trang. Tay có sọ ngón, có hai túi trong. Đất nó may phối lưới là không hôi cho mình nè. Đó. Size M, màu xanh ngọc, màu nâu, màu xám, nhưng còn ba màu. Xanh ngọc, nâu, xám. Rồi, xanh ngọc, màu nâu, màu xám nha, có ba màu. Ai lấy khóc thì chốt nè. M, màu xanh ngọc, màu nâu, màu xám nha. Khóc size M tìm màu. 89.000 một khóc nha. Áo mặt đếm lên màu lại. Áo mặt chất có tông khô hàng đẹp nha. 55.000 một áo. Áo mặt 55.000 áo nè. Áo mặt em có còn bên em mẻ số 1 thì màu ấy. Số 1 màu trắng nè. 1 màu xanh nè. Áo mặt mấy chị 55-56 chứ là ok. Phơm ngắn ngắn nha mấy chị đang rất là đẹp luôn. Phơm này mặt rất là xinh. 1 màu xanh. Rồi mẻ 1 màu nâu cây. Mẻ 1 nâu cây. Rồi mẻ 1 màu hồng.
Rồi mẻ một màu vàng, cái này một đen. Rồi 55.000 một áo này chị lấy thì chốt. Mẻ một kìm màu dùm em đó chị. 55.000. Mẻ số 1 kìm màu nha. Một đen nè, một vàng nè, một màu hồng nè, một nâu tây, một xanh. Em mặc là một trắng. Rồi ai lấy một chốt một kìm màu. Và cái bộ mới đi vô đi coi. Chị cái size bự nhất là mình coi cái size như thế. Màu đen nhiều quá thôi. Rồi mới chạy bộ lửng này nè. Bộ lửng này em có đủ size nha. Áo một vàng như chị Thanh Hòn. À mới chạy bộ lửng này em có đủ size từ 40-45 55-50 50-55 55-60. Rồi mới chạy áo này. Bộ này em có đủ size từ 40-60kg nha. 40-60kg bộ lửng này. Rồi đủ size từ 40-60kg nói chị. Mỗi size cách nhau 5kg. Rồi đủ size từ 40-60kg nha mấy chị nha. Em bán cho mấy chị với giá là 59.000 một bộ. Màu kèm phí nha mấy em mấy chị. Em có màu đen, màu xanh với lại màu gì đây. Màu mận đi mấy chị, màu đen, màu xanh, màu mận. Rồi 59.000 một bộ. Dạ, chiều bên em gửi mấy chị, nó có tin nhắn tự động, nó xin địa chỉ cho nó nha. Tin nhắn là tin nhắn tự động, mấy chị cứ tin ra một sản phẩm là nó xin địa chỉ, kệ nó đi. Bộ này em có size mấy chị từ 40-60kg. Mỗi size cách nhau 5kg nha. 40-45, 45-50, 55-60, 50-55 về 55-60kg. Mỗi size cách nhau 5kg. Bộ màu này cũng có hết nè. Màu lâu không có thấy nữa. Riêng mít cây có đơn 59.000 bộ mấy chị. Vải này không biết vải gì, rất là đẹp, to dẻ. Vải này là vải BD mấy bè. Vải BD á. Đen mặn 60kg xương người á. Đây có xa thấy nữa, 60-65kg. Người mờ trở lại 50kg đi. Đúng không? 50kg. Hết 40-45. Em mờ 45-50. Thấy là 60-65. Ừ đó. Rồi chị lấy chốt nhanh mấy chị ơi. 59.000 một bộ. Cái này chắc không mua mát lắm. Co giãn đẹp. Mịn mát co giãn đẹp nha. Mịn mát co giãn đẹp. Màu đen, màu mận với màu xanh. 59.000 con biệt luôn. Rồi con biệt luôn á trời. 59.000 giùm em nè. Ai lấy chút nhanh nè. 59.000 bộ lửng nè. Con mát con lấy tiền. Nghe mấy chị nha. Chắc coi giảng điệp nè. Đấy. Cái này chắc không bê đê đâu mấy chị. Rồi ai lấy thì chốt mấy chị. Cái này coi giảng thoải mái mấy chị ơi. Coi giảng thoải mái. Cổ tim chiên nha. Màu xanh, màu mận với màu đen. Em mặc là màu đen nè. Rồi 59.000 bộ. Coi vé cho ta. Hồi nãy coi lật đè lật đật. Lật đật vô like xong chiều nay. Thấy họng đi tôi. Rồi 59.000 một bộ. Ai lấy thì chốt quá trời. Màu kiềm ký dùm em 40-65kg. Em có size nha. 40-65kg mới chị.
59.000 bộ. 40 đến 65 kg. Rồi ai lấy bộ này thì chốt đó chị ơi, 40 đến 65 kg 59.000 bộ này. Chị lấy thì chốt này. 40 đến 65 kg 59.000 bộ. Còn hai cái quần người tay nhảy quê có đi cho bạn ơi. Đây lấy bộ này thì chốt với chị nha, 59.000 giùm em nè. 59k. Rồi bờ re nè, bờ re 35.000, be cái 100.000 mấy chị. Rồi bờ re 35.000, cá be cái 100 nha, 55-56 cứ lại. Bờ re có màu xanh nè, bờ re màu hồng nè, bờ re màu xanh, màu hồng, màu trắng, màu đen với màu rêu. Rồi ai lấy bờ re chút, bờ re tìm màu dùm em mấy chị ơi. Chị Thị Nguyễn là có số điện thoại chưa? Như có rồi không xài gì chưa? Thị Nguyễn có đơn. Rồi bộ này đẹp lắm, cái bè mát lắm, có 59.000 thôi. Có 59.000 thôi, xài chưa? Có 59.000 thôi các bạn. Rồi ai lấy bờ re thì chốt. Thì thấy em đang mở rồi thật có size 65 kg không em? Chắc không đâu chị, bộ đây chưa có lựa size này, chắc không có size 65 kg đâu. Rồi chị lấy thì cờ mơ lên giùm em mới chị. 35.000 một cái nha. Be cái 100. Lựa nghe có đơn. Ai lấy thì chốt mới chị, bờ re kìm màu giùm em. 35.000 cái nha, be cái 100.000 nha mấy chị nha. Màu hồng, màu xanh, màu trắng, màu đen, màu rêu. Chị nào lấy thì chốt nha. Hồng, xanh, trắng, đen, rêu. Hồng, xanh, trắng, đen, rêu. Ba cái 100. Rồi quần này là quần U10 gì nha mấy chị nha, U10 tay. U10 mà nó quần quần tay, nó may ba đúc. Nó may quần tay nha, chắc U10 giùm em. Chắc U10 nha. 95.000 quần em chỉ còn size M với size L thôi. M 40-45kg, L 46 cho đến 50-51 chứ lại. Đó. Này nó coi dạng thoải mái mấy chị, chắc là chắc U10. Be nút nha, be nút lên tới đây. Đó, nó là chắc U10 mấy chị, coi dạng thoải mái giùm em. Chắc U10 cho em nha, coi dạng thoải mái mấy chị. Nguyễn Ái Linh có đơn. Dạ, một cái em chốt chị một cái rồi nha chị ơi. Một cái màu trắng rồi, cái cái be 5 mà be cái 100. Rồi ai lấy cầu mơ em U10 tay kèm ký. Size M 45 kiếu lại, size L 50-51 kiếu lại. U10 tay kèm ký cho em. Be nút nha. Hả? Quần này coi dạng thoải mái, nó may phơn quần tay mà nó coi dạng thoải mái nha. Bờ re 55 kiếu lại là ok, mấy chị bờ re không có sai. Rồi ai lấy U10 tay thì chốt nha. Bờ re 55 kiếu lại mấy chị. Rồi ai lấy bờ re này thì chốt, ai lấy U10 tay này chốt nè. U10 tay này chắc teo đỉnh luôn mấy chị. U10 tay thì be nít nha. Quần tay nhưng mà chắc U10 nó co giãn, chắc tôi nó bao phê. Em còn mấy cái M với mấy cái L thôi. Rồi chị lấy gì chốt. 95.000 một quần giùm em nha. Chị lấy gì chốt mấy chị, 95.000 một quần. Một quần 95.000. Chị lấy gì chốt nè. Rồi quần tay này size S, quần jean này size S mấy chị, size S với M. Rồi quần này em có size S với size M mấy chị, S 40, 45, M 46, 50, size 100.000. Ai lấy jean chốt, jean S, jean M, chắc coi giãn thoải mái. Jean S hoặc jean M mấy chị nha. Chắc coi giãn thoải mái giùm em, chị lấy jean chốt nè. Jean size S hoặc size M. Biết cho chị cây nước uống cho mèo. Rồi ai lấy cờ mơ lên giùm em nè. Quần jean size S hoặc size M mấy chị. 100.000 em sale luôn nha. Không có sợ nè. Không, cái kè kìa. Rồi quần jean size S với size M. Hồi trưa này rồi em có thời gian bỏ nước uống. Vì ăn cơm vừa đi vòng vòng. Rồi chị lấy về chốt. Để đầu luôn.
Rồi bộ này em xem mấy chị 75.000 bộ. Bộ pyjama nha mấy chị nha, 75.000. Rồi chị lấy cờ lên thì em mẻ này là mẻ hoa xanh nha mấy chị nha, 75k. Bộ này 40 đến 55 57 cứ lại ok. Rồi hoa xanh 75.000. Rồi lấy hoa xanh trước, hoa xanh thì nha. Hoa xanh 75.000 một bộ mấy chị nha. Bộ này cắt bao liền luôn. Rồi chị lấy hoa xanh trước, hoa xanh nhìn lên. Hoa xanh. Bộ này bộ chữ đen nha. Đây là chữ đen, chút chữ đen. Bộ lụa này đẹp, sang xịn mịn, theo 75.000 một bộ luôn. Rồi chữ đen giùm em mấy chị nha. Đường này. Hai lấy chữ đen, chốt chữ đen 75.000. Rồi chữ đen mấy chị, chữ đen 75k, chữ đen. Caro hồng. Chị lấy caro hồng, chốt caro hồng giùm em 75.000. Rồi caro hồng. Rồi ke rô hồng 75k dùm em, mình thấy ke rô hồng, chút ke rô hồng dùm em. Rồi ke rô hồng nha, ke rô hồng 75.000. Rồi bộ này màu da mấy chị, ai lấy màu da, chút màu da nè. Đó, gửi chị hồi mẻ gì nè, chút nhỏ hơi mẻ. Rồi màu này màu da cho em mấy chị, màu da. Lấy màu da, chút màu da nha. Màu da 75k, màu da. Cái ke rô xanh cho em nè. Bộ này em xem với chị 75.000, chắc em bao. Hồi giờ em bán bộ này có rẻ lắm, cũng 95-90.000, bây giờ xem có 75.000 luôn. Rồi màu này caro da dùm em nè. Áo khóc chị xem size nhiêu ký, trời ơi xem size nhiêu ký em lên cho chọn. Rồi lấy giờ cầm ơn lên dùm em, màu này là màu caro xanh. Chị áo khóc chị còn size nhiêu ký em lên màu cho. Áo khóc nó có size nha, mỗi size thì mỗi màu khác nhau. Rồi bộ này màu vàng cho em nè, ai lấy vàng chút vàng. Vàng nha. Đưa lại rồi em mặc chị coi. Dạ rồi đợi em một chút. Bộ em mặc có 3 màu. 59.000 một bộ. Không có 70-75kg đâu chị. Dạ em không có đồ 70-75kg nha. Dạ bộ caro hồng 60kg không vừa. 55-57kg lại thôi chị ơi. Bộ lụa 55-57kg lại. Bộ em mặc có size 40-65kg nha. Còn ơn em lửng đen kèm ký nè. Màu này lửng xanh kèm ký giùm em. Lửng xanh kèm ký nè. 40-65kg nha. Rồi lửng xanh kèm ký giùm em. Màu này màu mận nè. Đó. 65kg lại có size. 59.000 bộ. 65kg lại có size nha, 59.000 bộ mấy chị. Rồi 65kg lại có size nha, 59.000 một bộ. Chị lấy thì chốt 59.000 bộ. 65kg đổi gì. Áo khóc 54kg em lên màu nha. Size L, size lập màu size L đi. Rồi áo khóc 89.000. 54kg mặc dùm em size L. Size L cho người 51-57kg. Em có màu hồng nè. Em có màu xám nè. Xe lờ có xám nhạt xám đậm luôn hả? Xe lờ em có màu 67kg có đợi chút xíu. Xe lờ nha, màu hồng. Màu xám đậm. Màu xám nhạt. Hồng xám đậm xám nhạt, là gì nữa? Màu da. Có xanh ngọc không? Xanh logo gì không? Không, da với nâu nữa. Rồi màu da với màu nâu. Đó, xe lờ em còn nhiều màu đây mấy chị. Màu đây chị. Có xanh levy luôn, xanh ngọc thì hết, có xanh levy luôn. Rồi, từ 51-57kg. Này xanh bồn đấy. Mình lấy ai chọn hết, có xanh bồn. Rồi, 51-57kg. Em có màu này là màu nâu nha, size L. Chị hỏi khóc size L. Màu này là màu da. Nhiều màu quá em. Màu này là màu xanh nhạt. Khóc này nó kèm khẩu trang luôn mấy chị, khóc này xịn. Em nói mấy chị thị trường đang bán 300-400 ngàn. Em bán giá 89 ngàn, mấy chị mua đảm bảo gì. Bữa sau sẽ hỏi còn không. Hai lớp xịn sò mấy chị, mũ hai lớp luôn.
nha, lách nó có may cái không hơi cho mình luôn. Rồi màu xám đậm với màu hồng, rồi pha lợi có những màu này: hồng, xám đậm, xám nhạt, ghe nâu, 5 màu nha. Hồng, xám đậm, xám nhạt, ghe nâu, 5 màu. Rồi size 67kg là size height dùm em nè. Em có màu ghe, height màu ghe với lại height màu xám nhạt. Rồi height màu ghe với height màu xám nhạt. Đấy, height màu ghe với màu xám nhạt 89.000 một khóc. Tặng kèm khẩu trang với chị nha, tặng kèm khẩu trang nè. Hai lớp nè, có túi trong, túi ngoài, có khó kéo dùm em luôn, tay có sọ ngón luôn. Đây, nách nó may thông hơi cho mình luôn nha. Size 2X cho người 6E đến 67kg, có hai màu này thôi. Đó, chị lấy thì chốt. Và bộ lụa em lên tiếp màu nè. Bộ lụa em có caro đen nè, 75.000. Hai trang phục khác nhau á. Rồi caro đen dùm em, mấy chị cố gắng lựa đủ đơn dùm em nha mấy chị ơi. Đủ đơn ít nhất hai sản phẩm nhìn lên đơn, có nhiều chị một sản phẩm nhiều á, một sản phẩm không chút đơn được nha. Sản phẩm ít quá sao chốt. Rồi caro đen cho em nè, ai lấy caro đen chút caro đen. Rồi màu này còn mên cho em là màu hoa nhí nha mấy chị, 40 đến 55 57 kg đổ về. Hoa nhí nè. Ai lấy hoa nhí chút hoa nhí nè. Rồi hoa nhí giùm em nè. Ai lấy hoa nhí chút em mẹ hoa nhí. Rồi, mẹ chữ đỏ nè. Rồi lấy chị chữ đỏ giùm em nè. Ai lấy chữ đỏ chút chữ đỏ. Rồi. Rồi lấy chữ đỏ chút chữ đỏ giùm em nè. Áo khoác dài chưa có hè. Áo khoác nắng chưa có. Rồi chị lấy thì chốt, bộ 75.000 bộ giùm em nha. 75.000. Này có mấy cái đi xe đi đi. Mấy một hai bên. Rồi mấy chị mẹ này mẹ số 3 giùm em nè. Các có tâm phô hàng xịn sò nha, 55 57 kg lại, phơm lửng lửng mấy chị phơm thì giờ dễ phối đồ đó, rất là đẹp luôn. Đó, ai lấy cờ mơ lên giùm em màu nu nè. Màu này màu nâu tây nè mấy chị. Mẹ be. Mẹ be màu nâu tây nha. Mẹ be màu nâu tây. Màu đen 55.000 éo mấy chị. Màu nâu tây nè. Màu đen nè. Màu xanh nè. Màu xanh. Màu tây, đen, xanh, hồng, trắng, vàng. Rồi mẻ be kèm màu. Mẻ be kèm màu quá trời. Hôm nay nãy giờ nửa tiếng hồ có dòng comment nè không? Cái này tôi like nửa tiếng hồ mà không có dòng comment nè không? Rồi mẻ be kèm màu dùm em mấy chị quên. Mẻ số 3 kèm màu dùm em nè. Tôi nói nãy giờ nửa tiếng hồ cô có thấy dòng comment nữa không? Đen, xanh, nâu tây, hồng, vàng, trắng. Rồi mẻ số 3 kèm màu dùm em mấy chị. Mẻ này chắc rất là đẹp luôn mấy chị nha. Bắt tông khô hàng bao đẹp luôn. Chất bao phê 55.000 dùm em. Mới kỹ mà quên. Rồi 55.000 mấy chị, 55.000 ai lấy thì chốt. Bởi vì lai nãy giờ nãy tiếng muộn mấy dòng comment nè ông chồng. Rồi mấy chị 35.000 hai chai xịt cơm pho nè. Xịt cơm pho này mấy chị 35.000. Mấy chị đơn một lựa thơm nha. Huyền Mickey có đơn Bảo Trâm nè, trang thì nè. Mấy chị đơn là một cái lựa thơm nè. Bè bè gì kia có cái quần của ai vậy? Nguyễn Kim Ngân. Một cái quần đi đâu mất tiêu à. Bích Hạnh Ngô, Tiết Anh. Mấy chị cố gắng lựa thơm giùm em cho mỗi người có một cái đi, bên em không có chút đơn được nha mấy chị ơi. Rồi xịt cơm pho này 35.000 hai chai. Xịt thơm quần áo mấy chị, xịt thẳng vào tủ quần áo nha. Để khử mùi nè. Đó. Gì cừu miết dạ. Để ngay nắng nè. Rồi xịt ra tủ quần áo nha mấy chị nha. Cho để khử mùi. Khử mùi lơ hương kháng khuẩn trên quần áo nha.
35.000 một cặp, cái này em còn ít thôi, chị lấy thì chốt 35.000 cặp mấy chị. Gheo lột mụn 25.000, gheo lột mụn 25.000, ai lấy gheo lột mụn thì chốt 35.000 một cặp, ai lấy thì chốt. Nghe nó e, sao quần trên miếng màu xanh quê ở đâu ta? Rồi quần trên em bé em có màu xanh với màu xám nè mấy chị, 20-23 kg trên bé trai kém 45.000, 20-23 kg nha, có màu xanh với màu xám mấy chị kém 45.000. Quần chị là có con trai trong khoảng này thì tốt, trên bé trai 20-23 kg 45.000 một quần. Rồi trên bé trai mấy chị 20-23 kg nha, 45.000 quần nè, ai lấy thì tốt là trên bé trai nha, 45.000 quần mấy chị, 20-23 kg nè, 45k. Các nghĩ lên lại ra lại gì đó để dùng như là bồng hơi để chơi. Rồi, khi đó khóc dài, khóc dài là gì? Không có chị. Khóc dài không có chị ơi. Ở khối tròn này còn gì đâu, đi đây. Để xem đi. Em còn khớp này, khối tròn đem đi đây. Có tròn đi vô cột lại một cây. Rồi quần đùi tay này xem mới chị 59.000 một quần này. Quần này em còn lẻ lẻ thôi. Thằng nó xuống lựa coi. Bây giờ là lựa theo size chứ không có lựa theo màu nữa. Đó đây. Đó hết nha. Mấy ít coi còn này. Rồi mấy chị quần đùi tay nha, 59.000. Em có màu xám size M 40-45 kg nè. Xám M 40-45 kg. Rồi màu xám size M 40-45 kg nha, 59.000. Ai lấy xám M chốt xám M giùm em nè. 40-45 kg 59.000, xám M. Đưa đưa rồi. Xám M 40-45 kg mấy chị 59.000. Ai lấy xám M chốt xám M. Rồi size L 46-50 kg nha. Cái L em có màu nâu, màu bò với màu đen. Nè không phải. Rồi L em có màu nâu với màu đen. Nó cũng có vuông. L em có màu nâu với màu đen nè. Rồi 46-50 kg. 46-50 kg nha. L em có màu nâu với đen, size L. Rồi L nâu với đen mấy chị, XL còn không? L nâu với đen mấy chị. Chữ 8 còn em ơi, chữ 8 có cái nhỏ không? Chữ 8 thì mọi chữ 8 gì? Chữ 8 hiện tại còn 2 màu nè. Chữ 8 thì có màu hồng chiết xuất từ vitamin E nha. Hàng lưu hương nước hoa phép này 110.000 một chai. Rồi màu xanh này là chiết xuất từ Việt Quốc, 101 nha mấy chị nha. Đó, sữa tắm hồng hoặc xanh, xanh có 1 chai thôi, còn mấy chai hồng. Thì đấy thì chốt, sữa tắm màu hồng với màu xanh. Màu hồng với xanh á, lấy màu này thì tốt nha. Rồi size height em có màu đen, size height là cho mấy chị 55 cho đến
55 cho đến 59 kg. Rồi hết 55 đến 59 kg em có ba màu đen, xám và nâu. Nha, 55 đến 59 kg có ba màu đen, xám, nâu. Cảm thấy dùm comment nào á. Heo à. Là nó nãy giờ nửa tiếng hồ không có một dòng comment luôn.